Hello mọi người nha. Ôi trời ơi. Tí còn ngã dập mặt xuống luôn. Và tí còn ngã dập mặt luôn. Anh ơi, vân tay à? Vân tay à? 420686. Là em có bạn nhờ lấy đồ đấy, bạn đành ở đá gì? Đành. Chào mọi người. Hôm nay em tiếp tục vào live để xả hàng nha. Có nhiều giày cao gót đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm luôn nha. Đợi 10 người em bắt đầu giới thiệu mẫu. Hôm nay mà chế nào không mua được giày này thì đúng là phí lắm. Vô cùng xinh đẹp luôn. Đẹp lắm luôn ý. Xả đi em cũng thấy tiếc lắm, nhưng mà thôi, công việc bận quá không xả không được. Đẹp lung linh luôn nha mọi người ơi. Thôi để đông người, đông đông mọi người một chút, em bắt đầu giới thiệu mẫu, chứ còn ít người quá thì tí nữa nó lại gây bấn loạn như hôm nọ. Cam đoan với mọi người là lô giày hôm nay em xả đẹp hơn lô giày hôm trước nhiều. Đẹp hơn rất nhiều. Các chế nào mà hôm nay theo dõi được thì sẽ mua được rất là nhiều giày đẹp mà rẻ luôn. Không có chế, mọi người không thể cầm được 69.000 mà đi ra chợ mua được những cái đôi giày đẹp như thế này đâu ạ. Người ta xải nhận phải 80-90.000 luôn. Ở đây đang nick của anh. Đẹp lắm nha, đợi đông đông một chút em bắt đầu giới thiệu mẫu 10 người rồi. Mọi người chờ em chút nha, em vào bằng máy này bởi vì hiện giờ em không nhìn thấy một comment nào của mọi người ở trên này cả. Em vào bằng máy này để em tìm mấy ấy được mọi người. Để trả lời được mọi người. Chờ em một xíu thôi. Chờ em một chút xíu nha. Mắt cười, cảm ơn em đã chia sẻ like của chị. Mọi người ơi, tiếp tục vào đi ạ. Rất là nhiều mẫu giày cao gót đẹp luôn. Các chế để em sale để các chế diện đi chơi Tết nha. Và những mẫu đẹp thôi, chờ em một tí. Em vào cái... đây đã. Đây rồi. Thấy mọi người rồi. Wow. Đấy, mọi người em chào chị Vi Phương Trần nhá, chào chị Hạnh Vũ nhá. Ai mà em không chào ấy có nghĩa là em không nghe, em không nhìn thấy mọi người. Ai mà em không chào nghĩa là em không nhìn thấy mọi người luôn. Wow. Em bị ẩn comment mà.
Phương Kim chào chị Đào Phương Trần nhá, chào chị Hạnh. Cao gót có size 34 không? Em có nhá, em có cao gót size 34 nhá. Bắt đầu giới thiệu mẫu này. Bác chế ơi, mọi người chia sẻ cho em xin một xe được không ạ? Cho em xin một lần xe được không ạ? Em không nhìn thấy mọi người luôn. Em đi ở cam em mà. Chỉ 69.000 đó chế nào, con cho em xin một comment với ạ. Được nhỉ? Em có thấy nhá, em có thấy chị Thanh Nguyên. Rồi, em đã ghim bình luận vào rồi đấy. Em đã ghim bình luận vào rồi đấy mọi người ơi. Em đã ghim cái comment là xả giày đồng giá 69k. Sao không ghim được nhỉ? Em có đây thấy rồi. Nhá, em có thấy chị Thanh Nguyên. Chào mắt cười nhá, cao gót 9 phân á. Ok mọi người, bắt đầu xả nhá. Bắt đầu xả nha, hôm nay chỉ có mình em like thôi nên là chắc là chốt đơn hơi chậm một chút. Một đôi size 35 ạ, chỉ một đôi duy nhất thôi, cao gót size 35 chỉ 69.000 thôi nha. Xe Queen ạ, mọi người ơi xe Queen nha. Màu trắng xe Queen. Em cam đoan với mọi người là mọi người không thể nhìn tìm ở đâu được đôi giày 69.000 mà đẹp như thế này đâu ạ. Đây ạ, hàng Quảng Châu nha, không phải hàng của Việt Nam đâu ạ. Chị Lữ ơi, em hỏi tí là có nhìn thấy chị có nhìn thấy comment nhảy lên không? Cho em xem đôi 3 phân đi chị. Từ từ em ơi, từng đôi một nhá. Đây ạ. Chế nào chốt đôi này không? 3. Nếu mà chế nào chốt đôi này thì comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn. Đôi này size 35, đôi này size 35 cao 97 phân à? 9 phân đấy. Nhìn nó cũng cao ra phết nhỉ. Không rõ là 7 phân hay 9 phân nữa, đại khái là nó cao. Nguyễn Thị Như Ý sang đan đi chị, có thấy em không? Đồ Si Út Cưng có thấy em nhá chị. Chị Minh Thu, chị có thấy em, chào em meo meo. Mọi người ơi, cái máy like của em ấy, cái comment nó không có ấy lên, không có hiện lên nên là em không nhìn thấy. Em có một máy khác ở ngoài nhưng mà cũng không nhìn thấy hết đâu. Ai mà em không thấy nghĩa là em với mọi người tương tác ít quá. 34 đi chị. Phương Kim Đào 34 ấy em. Mọi đồ xíu cưng Phương Kim Đào, xe hộ chị like đi. Xe hộ chị like đi em. 34. Có một đôi sang đan 34 để cho bạn nào chân nhỏ nhỏ xinh xinh này. Một đôi sang đan 34 này đẹp lắm luôn nha. Mọi người nhìn cũng thấy rồi đúng không ạ? Bạn nào chốt đôi này không ạ? Có size 38 em mời Trần Anh Thư, có thấy Trần Anh Thư, Giàu Nguyễn có thấy chị nhá. Có chế nào chốt đôi này không? Comment cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn, em chỉ có một đôi duy nhất thôi. Chỉ có một đôi duy nhất thôi nhỉ, 69.000 ạ. Lần thứ hai mua hàng không được rồi đó chị Nguyễn Thị Như Ý. Ôi em ơi, hôm nay có nhiều mẫu đẹp lắm nên cố gắng mua nhá. Hôm nay có nhiều mẫu đẹp lắm nên là cố gắng mua được một đôi đi. Chị xả những cái đôi có một đôi duy nhất trước, sau đó chị xả những đôi nó có nhiều size sau nhá. Nguyễn Như Minh, ok size 37 có nhiều đôi lắm, em chờ một tí đi. Nào, mọi người ơi, sáng hay tối ấy, mọi người có nhìn thấy em không? Em nhìn trên máy khác thì rất là sáng nhưng mà máy này không biết thế nào đây. Có thấy Ngân Phượng nhỉ? Có 35 không? 2 hay 40 nào, chế nào chốt xăng đan này không ạ? Có 69.000 thôi các chế ơi, cái đôi xăng đan mà 69.000 thì không phải là xấu đâu nhá. Nó đẹp lắm luôn ấy. Cái này là em xả lỗ thôi. Bởi vì em không có thời gian bán nên em xả lỗ thôi. Em đi làm mà cả tuần em được nghỉ mỗi ngày chủ nhật ấy. Như Ý không có guốc vuông không chị? Guốc vuông á, chị không có guốc vuông rồi em. Chị chỉ có ấy thôi, chị chỉ có gì nhỉ? Xăng đan đế nhọn thôi. Nhưng mà xăng đan đế nhọn chị cũng hầu như ít lắm luôn. Những cái đôi mà hôm nay chị gơn đây là chỉ có ít, một số ít size thôi. Có size 36 không? Chị không có em ạ. Đôi này chị chỉ có size 34 thôi. Chế nào chốt size 34 comment luôn cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Nếu mà ai mà em không chào, không đọc tên lại thì có nghĩa là em không nhìn thấy tương tác của mọi người, của người đấy nhé. Thả tim hoặc là thả like cho em đi ạ. Hoặc like share cho em đi. Mình có tương tác nhiều thì em mới nhìn thấy comment của mọi người nổi lên. Có nghĩa là tương tác nhiều thì mới comment nổi lên.
Còn đôi nào size 34 không chị? Giờ em hỏi chị này thì còn nhiều lắm nên là chị phải like từ từ thôi. Hồng Lự, em cảm ơn chị Hồng Lự và chị Thu Hương tại nhá. Chân ngắn em lấy 34, chân ngắn ơi comment cho chị luôn số điện thoại và địa chỉ đi em. Comment cho em cho cơm, comment cho chị số điện thoại và địa chỉ đi em. Ớt tiểu, ớt tiêu có thấy em nhỉ? Ok, chân ngắn nha, chị chốt cho chân ngắn đôi này. Chị chốt cho chân ngắn đôi này nhá, comment cho chị luôn địa chỉ và số điện thoại em ơi. Comment cho chị luôn địa chỉ và số điện thoại. Sang mẫu khác có nhiều đôi hơn này. 37 này. Gót 9 phân bọc lụa nha, 9 phân bọc lụa có đính đá phía trước ạ. Chân ngắn có lấy đôi vừa rồi thì comment cho chị xin điện số điện thoại và địa chỉ em ơi để chị like xong mẫu khác. Chế nào chốt đôi này không ạ? Đôi 34 chị đang like. Có, đôi chị đang like có 34 không? Thắm Jerry đôi này chị lại không có 34, chị chỉ có hai đôi 37 thôi. À đâu, có một đôi 3. À đúng rồi, hai đôi 37. Có hai đôi 37. Chị ở thành phố Bắc Cạn nhá. Mọi người ơi, mua giày của mình mọi người đã, mọi người cứ tin tưởng là chất giày sẽ đẹp, so với giá tiền thì đẹp hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái ship thì cũng sẽ không đắt đâu. Mình làm theo chuyển phát nên mình biết mà. Các chế ơi, nào 37 nào, ID 37 chốt luôn cho em đôi này đi ạ. Chân ngắn ok, cảm ơn em. Chốt cho em đôi này đi ạ. Chế nào chốt cho em đôi này đi ạ, hai đôi nha. Còn hai đôi size 37 nha. Bọc lụa, bọc lụa nha. Bọc lụa có đính đá nha. Không đôi trước cơ chị, đôi trước có đôi trước nhưng chị bạn chân ngắn bạn ấy lấy rồi em. Bạn chân ngắn bạn ấy chốt trước em rồi, 016. Tất cả đều 69, đúng rồi, tất cả đồng giá 69. Hôm nay chị xả hết 69 mà. Vì hôm lô hôm nọ chị xả 59, lô này chị xả 69 là bởi vì lô hôm trước nó chị lấy rẻ hơn lô này. Lô nào chị lấy được rẻ thì chị xả rẻ, lô nào lấy được đắt thì chị xả đắt hơn một chút. Cam đoan với mọi người là những cái này em xả là đã xả 69.000 với 59.000 là đã ấy rồi. Đã bị lỗ rồi. 01674982 126 Nguyễn Hồng Quý. Có nhiều nha, các chế chờ em một tí. Bình Hòa. Ui một mình em nên không kịp luôn ý. Mọi người ơi lưu ý hộ em là khi mọi người đặt giày rồi thì mọi người hạn chế hoàn hộ em nhá. Em cho xem, em cho phép xem, em cho xem hàng. Nhưng mà với cái giá 69 mà 59.000 ấy thì đúng là không phải là lừa đảo đâu. Giày này đẹp lắm luôn ý. Bình thường toàn bán hơn 100.000 thôi. Trước có mấy bạn mua, các bạn ấy em cho xem, các bạn ấy bảo là rộng, hoàn ok em cho hoàn. Nhưng mà nếu hoàn vì kiểu mà không thích thì xem trên like nó rất là rõ rồi. Em cho mọi người xem thoải mái mà, không có ấy gì cả. Ủa trời, có xả thể thao không chị, có xăng đan không chị, có đinh không chị. Xem đôi xa kia mẫu khác đi chị, có đôi 38 không. Không có chế nào thích đôi này bọc lụa à? Ôi thật là em không nhìn thấy mọi, em không nhìn thấy comment của mọi người, không phải em không trả lời đâu nhá. Chế nào mà tí nữa em tắt like đi xong mà bắt đầu chị ơi sao hỏi mãi mà không trả lời. Đấy là bởi vì em không thấy like của mọi người thôi. Hôm nọ em like em phải có 4 nhân viên ở bên cạnh để xem mỗi người một máy mới nhìn thấy các chị luôn. Ship tỉnh từ hai sản phẩm bao nhiêu? 40.000 chị ơi. Ship tỉnh từ hai sản phẩm 40.000 ạ. Có thấy chị không? Nhân Hồ Thanh em có thấy chị nhá. Kim Quỳnh Mai. Kim Anh Quỳnh Mai giày đẹp thật mà. Đúng là giày đẹp thật chị ạ. Bởi vì là không có thời gian bán, đi làm cận Tết rồi nên là cuối năm nhiều việc nên em mới phải xả thôi. Em đi cao gót có full. Đi không? Người hãy quên em đi, cao gót có full. Cao gót có full là cái gì? Không hiểu cao gót có full là cái gì. Có nhũ không chị? Mình quên ủi. Không bạn nào thích đôi sequin này à? 80 người xem ở đây mà không bạn nào thích đôi sequin này à? Đôi này mà có 37 em đã giữ lại để em đi rồi, em không sale luôn. Thật sự là nó rất đẹp, nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trên like nhá mọi người ơi, nhìn ở ngoài nó đẹp hơn trên like rất là nhiều. Đồng giá 69.000, chế nào chưa biết giá không phải hỏi là em đâu. Nếu ship của bưu điện có 25k thôi mà chị. Em ơi, còn anh Thư Trần tùy xa gần em nhá. Ở còn tùy xa gần, ví dụ như chị gửi đi Hưng Yên giá khác mà chị gửi đi Thanh Hóa giá nó lại khác rồi. Mà em ở thành phố thì giá nó rẻ hơn mà đi về huyện thì giá nó lại rẻ hơn.
thật là bức xúc quá đi nếu mà không chị thấy. Yến Nhi có giày thể thao không chị? Thấy nhau không? Như Kiều có thấy nhá. Yến Nhi có em ơi. Nguyễn Thanh chị ở thành phố Bắc Cạn này. Chế nào chốt đôi này không ạ? Chế nào chốt đôi này không? Hello Huyền Hoa. Chào chị Huyền Hoa nha. Chào chị Huyền Hoa. Chín mươi người xem mà em nhìn thấy ít comment. Đỗ Bích Nga, hôm trước em có đơn ạ, thể thao trắng có gửi cho em không? Kẹo đắng, có thấy kẹo đắng nhá? Có thấy kẹo đắng em ơi. Đỗ Thị Bích Nga á, chị ơi hàng hôm trước em gửi rồi chị. Size bao nhiêu vậy chị? Size này size 35 nhá mọi người ơi. Size 35 ạ. Size 35 nha. Size 35 mọi người ơi. Có cao gót 10 phân, size 39, 78 phân cũng được ạ. Mọi người tương tác rất là tốt. Nhưng mà em không, hầu như em không nhìn thấy comment của một ai cả. Hầu như hôm nay chỉ còn toàn cao gót size các size trung bình thôi ạ. 36, 34 đây ạ. 34 nha, da lộn. Màu này là màu kem. Màu kem nha, da lộn màu kem 5 phân ạ. Thế nào chốt đôi này comment cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn. Da lộn màu kem, tím size bao nhiêu bạn ơi? Tím em có 35, 36, à tím em có 36, 37. 36, 37 nhá chị Nguyễn Như Minh ơi. Tím em có 36, 37, chào chị Ánh Nguyệt nhá. Em không có giày độn đế ạ, độn đế ạ. Thanh Nguyễn có hở mũi size 39 không? Chị hết rồi Thanh Nguyễn ơi, chị hết rồi Thanh, không còn rồi. Mọi người ơi, đây ạ. Da lộn ạ, da lộn size 3, da lộn nha. Đôi này 69k, ui cũng hơi tiếc tiếc. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, mọi người nhìn này. Về các chế đi thì các chế bóc cho em cái lớp ni lông đằng sau này nhá, bởi vì để tránh khách xả có thể thao không cô bé. Có ạ. Sao em nhìn thấy ít, rõ ràng rất nhiều người xem nhưng em nhìn thấy ít comment thế nhở? Hầu như là đang bị ẩn hết comment đi thì phải. Đang bị ẩn hết comment đi thì phải. Đây bắt đầu mới thấy này. Ship về Hưng Yên bao nhiêu thắm Jenny? Chị thắm Jenny ơi, ship về Hưng Yên á. Khoảng 30.000 ạ. Bảo Châu, hero Bảo Châu. Ớt tiêu chấm. À có thấy rồi, bây giờ bắt đầu mới thấy comment của mọi người. Ship Đà Nẵng bao nhiêu? 37.500 chị ơi. Một đôi 37.500 ship vào miền Trung, miền Nam nha. Ở miền Bắc thì rẻ hơn một chút ạ. Bảo Châu này. Người hãy quên em đi, size 38. Có màu đen hoặc màu be không? Chị lại, em lại không có mất rồi. Màu đen lại, màu be em lại không có mất rồi. Này chắc mỗi lần like phải xử lý à? Cần hàng chục cái máy. 37 có cao 23 phân không? Có 38 hoặc màu đen hoặc màu be không? Em lấy trắng size 35. À thấy rồi, Tân Quỳnh My comment cho chị luôn địa chỉ. Tân Quỳnh My ơi, Tân Quỳnh My ơi comment cho chị xin địa chỉ đi em. Màu trắng 35, màu kem đó 39 không? Em lấy màu kem này có 34 thôi. Màu kem này có 34 thôi nhá. Chín sáu bảy chín chín tám ba tám chín này. Hôm bữa em đặt hai đôi giày thể thao với một đôi bút, chị gửi hàng cho em chưa? Trinh Nguyễn có người gọi em không đấy, em có comment đấy không? Em có comment địa chỉ không? Cho em xem đôi màu đen size 36 đi ạ. Có một đôi màu đen. Úi rồi rơi là tả luôn này. Có đôi này cũng size 35 này, da lộn màu đen size 35 nhá. Có đính con bướm hay lắm. Bạn nào vừa lấy à? Tân Quỳnh My ơi comment cho chị xin địa chỉ luôn em ơi. Cho chị xin địa chỉ luôn đi em. Chỉ 69.000 thôi mọi người ơi, 69.000 thôi nhá. Các chế không đi, tốt nhất là cũng nên mua một hai đôi về kiểu gì cũng có lúc đi. Bởi vì 69.000 thì chẳng mấy khi mà bán rẻ, bọn em bán rẻ như thế đâu. Bởi vì về cuối năm rồi em xả luôn mà. Ui cái tóc.
Em xem bốt đi chị, bốt chị chỉ còn 3-4 đôi nhưng mà không biết chị để đâu hết rồi. Chị ơi em bình luận nhiều rồi mà chị trả lời đây, bây giờ mới thấy Trinh Trinh này. Chào Trinh Trinh nhá, bây giờ em mà chị mới thấy Trinh Trinh này. Tân Quỳnh My ơi, cho chị xin địa chỉ đi nào em ơi, cho em xem màu nào size 37 đi chị. Rất nhiều size 37, về bạn mình bắt đầu like size 37 á. Có chế nào chốt 35 đôi này không, da lộn màu đen nhá. Lên chân rất là điệu luôn. Có cái nơ ở bên cạnh đây này, thể thao đi chị, em chọn vài mẫu. Thể thao chị chưa xả đâu em. Thể thao chị chưa xả đâu. Cho em... Chị thấy bé, thấy chị không? Có nhá, cáo bé út chị, em có thấy ạ, em có thấy chị rồi. Mọi người ơi, size 35 ạ, da lộn ạ. Em comment nhiều rồi, ừ, hồng sự đúng rồi, bị ẩn em ạ, bây giờ mới thấy này. Comment nhiều, bây giờ mới thấy này, bây giờ cứ coi như ai comment lên mình sẽ chào người đấy hết. Ai mà được nhắc tên thì có nghĩa là mình thấy 34 á. Cái này đôi 35 rồi, không có 34 rồi. Lai nhiều nó loạn hết cả lên. Sao nhiều mẫu 35 nữa? 38 ạ. 38 nha các chế ơi, cái này mà 38 này. Có gót sa kim không chị? 69k đúng rồi chị Lê Mỹ Hương ơi, em xả toàn bộ mà 69k. Toàn bộ giày cao gót 69k nha. Người 35, người 36. Thôi mình like từ từ. Mình like từ từ nha. Bạn Tân Quỳnh My, bạn có lấy, bạn có comment cho mình xin địa chỉ đi ạ. Bạn comment cho mình xin địa chỉ đi ạ. Mọi người ơi, có 69k thôi. Nên là mọi người cứ sắm cho mình 1-2 đôi để đi về chơi Tết đi. Có 37 không? Có mà. Nhưng mà mình like từ từ thôi. Nào chế nào có chốt đôi này không ạ? Size 38 này. 5 phân ạ, size 38 5 phân. Đôi chị cầm có 34 không? Không có em nha. Đôi chị cầm không có 34 nha. Đôi chị cầm chỉ có 38 39 thôi. 38 39 nha. Sao lúc mình cầm 34 thì hỏi 38 39, 38 39 thì hỏi 34 nhỉ? Chị ơi, Trinh Trinh có thấy Trinh Trinh đôi chị cầm bao nhiêu? Đồng giá 69k mọi người ơi, em không nhắc lại nhá, đồng giá 69k. Không có size 36 ạ, chỉ có size 38 39. Mẫu này chế nào chốt thì comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn. Comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn ạ. Có nhìn thấy chị Tâm Lý nhá. Tâm Lý hay Lý Tâm đấy ạ. Sao hai máy nó lại khác nhau nhỉ? Lê Bảo Châu em có thấy chị ạ? Có miễn phí ship chị ơi, 69.000 thì em không thể miễn phí ship được, em đã xả lỗ rồi. Cam đoan với mọi người là những cái này em lấy toàn trên 8-90 mà bây giờ em xả 69.000 là em đã xả lỗ rồi. Có thấy chị Tuyền Vũ nhá, Hoàng Phượng có thấy ạ. Nào, em nói nhiều mà em mệt quá rồi, cuối cùng chẳng bán đôi nào, tí nữa em coi như xôi hỏng bỏ không à. Đăng Thành có thấy ạ, Đăng Thành có thấy nhá. Nào chế nào chốt đúng không ạ, 38-39 em có 2 đôi size 38-39. 38 với 39 nhá. 5 phân thôi, 69.000 thôi. Chị thấy em mà không ạ, không thể nói gì. Bảo Châu có thấy mà, Cát Tường size 37. Có thấy mà. Có chào rồi mà. Có thấy rồi cũng có chào luôn. À có giày nhá. Nhưng mà giày xả 38 này. Giày này. Thanh Thanh. Em đố các chị mua được đâu, ở đâu đôi này mà 69.000 đấy. Da lì nhá. Da lì nhá. Nhìn đây thôi nhưng mà đi lên chân dép rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn ý. Nào, chế nào comment nhanh được, em chỉ có một đôi thôi. Em chỉ có một đôi thôi ạ. Có thấy chị Thanh Thanh, có thấy mọi người rồi ạ. Nào chế nào ưng đôi này, inbox size 38 này, size 38 này. Gái họ Triệu chào bạn nhá. Size 38 này. Chế nào chốt đôi này, em Lê Bảo Châu em lấy. Em lấy đôi nào đấy, Thu Sương có cái nào 39 không? Em chưa xem có nào 39 không? Có chị Thu Sương ơi. Có 39 ạ. Có 37. Không. Lê 34 đi. Lê Bảo Châu em lấy cái gì đấy? Em lấy cái gì đấy? 34 đi chị, có 39 không? Sao like đến 34 mọi người lại kêu 37 cứ lên ấy.
Đăng Thành em lấy 36 chị ơi. Mà lấy cái gì 36 đấy? Em lấy đuôi hồng size 39. Tầm này thì lấy đâu size 39 nhở? Em lấy đôi hồng size 39. Mình lấy đôi đen size 35 lúc nãy. Đôi đen size 35 lúc nãy phải không? Đây phải không ạ? Chị Lê Mỹ Hương comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi. Chị Lê Mỹ Hương comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Đây nhá. Chị nào lấy đôi nào thì báo em để comment số điện thoại và địa chỉ luôn. Cho em xin comment. Cho xem mẫu 36 á. 36 thì em biết là đây, nhìn làm sao thấy mẫu nào 36 nhỉ. Đây còn mẫu 37 thôi. Khổ thế. Anh Dương Hân Ngọc đúng rồi, em thấy khổ lắm cơ. Thật sự là em nhìn thấy chắc chắn là sẽ có rất nhiều comment, nhưng mà bởi vì em không thể nhìn thấy thôi, em không, nó không hiện lên ấy chị. Mình không tương tác nhiều với nhau, không hiện lên ý. Đôi xám chị cầm có size 37 không? Không có em nha, chỉ có size 38 thôi. Anh Dương Hân Ngọc, chào em. Như kiểu 37 ý. Mệt quá, nói nhiều mệt quá, tìm 37 đi á. Đây 36 đây. Bóng nhá. 36 này. Nguyễn Như Minh em chốt không nhìn thấy em à? Nguyễn Như Minh em chốt đôi nào? Đôi hồng size nhỏ nhất đi chị. Đây nhá. Pi bướng 36. Pi bướng bỉnh 36, mọi người comment cho em theo cú pháp ạ. Size, số điện thoại. Số điện thoại và địa chỉ. Nhớ cho em được địa chỉ nhỉ? Địa chỉ nhá, đỏ nơ đi chị. Đỏ nơ á, đỏ nơ đây. Đỏ nơ còn 36 này. 36 này. 35. Đỏ nơ còn 35, 36, 36 nhá. Lấy đôi hồng size 36. Đỏ nơ ok thấy rồi. Em thấy mọi người rồi, mọi người cho em một chút. Nào bây giờ bắt đầu chốt nhá. Tìm cho em size 37 đi chị, size 37 có nhiều lắm, chờ chị một tí nhá. Ánh Dương Hàn Ngọc chờ một tí nhá. Pi bướng bỉnh lấy đôi nào size 36 đấy em? Pi bướng bỉnh lấy đôi nào size 36 đấy? Chị Mai Mai Tú Bạch này lấy đôi nào size 36 đấy ạ? Đôi này đúng không ạ? Cho các chế chốt đôi nào size 36 ấy thì các chế cho em xin luôn địa chỉ và số điện thoại nhá, không làm này mất thời gian của nhau quá. 39 em không còn mấy rồi, đôi 36 kia bao nhiêu phân? Đôi 36 này của em là 9 phân nhá. 9 phân nhá. Đi rất là chắc chân luôn. Đôi này em cũng đang đi một đôi size 37 rồi. Đảm bảo với mọi người rất chắc chắn. Cherry, Cherry ơi, đồng giá nhá em nhá. Cherry ơi, đồng giá 69.000 nhá. Tất cả những cái đôi mà chị dơ lên đây đi được 69.000 thôi. Phi bướng bỉnh size 36, ok. Ok. Phi bướng bướng bỉnh ơi, chị bảo này, em chọn lấy 1-2 đôi đi để bóc tiền ship em ạ. Đằng nào cũng 37, hơn 37.000 rồi, 37.500 rồi thì chọn 1-2 đôi nữa cho nó rẻ ship đi em. Đây đôi này 38 này, size 38 này, chế nào đi được thì comment luôn, em để cho lại chế luôn này. Rồi ok, Pi bướng bỉnh thấy địa chỉ rồi. Chốt 4 lần không thấy, ra lì size 38. Ok, chị Nguyễn Như Minh cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Cho em xin địa chỉ số điện thoại đi ạ. Ok, Pi bướng bỉnh nha. Chốt cho em một đôi nha. Chị Nguyễn Như Minh ơi. Pi bướng bỉnh em lấy size 38 luôn à? Nguyễn, chị Nguyễn Như Minh ơi, chị không cho em, chị Nguyễn Như Minh không cho em Nga Thân, Nga Sơn, Thanh Hóa. Ok, Pi bướng bỉnh ơi, chị Nguyễn Như Minh chốt cho chị trước rồi. Chị báo là chốt đôi này trước rồi nên là chị sẽ để lại cho chị ý nhá. Pi bướng bỉnh chọn đôi khác được không? Còn một đôi nữa 69k nhưng mà màu đỏ đây. Size 35 ạ. 35 chế nào chốt luôn không ạ? Chân ngắn có thấy chân ngắn nhá. Ui, mấy đôi này á, toàn nhập 90, 100. Xả đi em, nói thực sự là rất tiếc. Nhưng mà em không đi làm, em sẽ ở nhà mở shop giày.
Vâng. Có nhiều 37 lắm nha, các chế cứ theo dõi đi, em slide 37 bây giờ. Phi bướng bỉnh ok, lấy đỏ size 35 luôn hả? Đây nha, chỉ 69.000. Cái đôi này của bạn Phi bướng bỉnh luôn. Tím 37 ạ. Tím 37 chế nào lấy không ạ? Tím 37 mọi người cho em xin một lần xe đi ạ. Chân ngắn Phi bướng bỉnh, ớt tiêu ơi cho mình xin một lần xe. Đỏ 35, ok đỏ 35. Cho mình xin Huyền Hoa Giao Anh, cho mình xin địa chỉ luôn nhá. Huyền Hoa Giao Anh cho mình xin địa chỉ luôn nhá. Ok được đâu. Rồi ok, Phi bướng bỉnh chốt 35 rồi nhá. Có em còn mấy đôi bốt nhưng mà hôm nay thì em chưa móc ra để sale được ạ. Nào, chị nào chốt tím nào ạ? À? Chị tốt chốt tím 337 không ạ? Lê Mỹ Hương, chị Lê Mỹ Hương chị chốt cái gì nhỉ? Cho em xem bốt xám đi. Bốt xám á? Đây. 69.000 thôi, bốt xám chế nào bốt xám đây 69.000 thôi. Size này size đại luôn, size 39 ạ. Size 39 ạ, có đỏ 37 không chị? Đỏ 37 á, chị chỉ có đến 36 thôi. 35 36 36 nhá. Bốt đó 35, bốt đỏ 35 nha. Em không có, em chỉ. Rồi ok. Xem tím đi chị. Mình loạn hết cả lên vậy nhỉ? Huyền Hoa Giao Anh, mọi người từ từ, bởi vì giày nó rất là rẻ nên mọi người cứ từ từ xem, từ từ mà mua, lấy vài đôi đi ạ. Bốt 37 á? Bốt 37 chị không có rồi. 0969 83. Lần này làm sao lấy toàn phải bốt 939 thôi. Chị Huyền Hoa Giao Anh ơi, cho em xin ấy đi ạ, cho em xin ấy đi, địa chỉ đi ạ. Em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy chị là lấy cái đôi ấy rồi. Lấy cái đôi đỏ 35 rồi. Không biết like. Không phải không biết like tại có một mình em ý. Chế nào để ý thì thấy em like rất là nhiều rồi đấy. Nhưng mà tại mỗi hôm nay có mỗi một mình em. Đôi 35 đâu nhỉ? Thôi chết thôi. Chị Huyền Hoa Giao Anh ơi, sorry chị nhờ là đôi đỏ này em chỉ còn 3 đôi 36 thôi. Chị không có shop pe nhá. Chị không có shop pe đâu. Có đôi cao gót 38 không ạ? Cao gót 38 á? Cao gót 38 có nhưng mà nó thấp thôi, không cao lắm đâu. Không cao lắm đâu mọi người nhá. Hương Nguyễn có thấy em rồi. Phạm cất đôi này đi đã. 34 đây ạ. Có chế nào 34 không? Em không có bốt rồi, toàn cao gót thôi. Mọi người lạ, mọi người share cái like cho em với. Mọi người share like cho em với ạ. Chị ơi, có thể thao đi. Có thể thao không? Có, nhưng mà chị chưa share, chị chưa xả đâu nhá. Chị chưa xả thể thao đâu. Chưa xả thể thao đâu mọi người nhá. Đọc mã, ai chốt thì chốt. Đúng rồi đấy. Giờ em phải chắc chơi kiểu mã số thôi. Em còn là cái gì nhỉ? Còn rất nhiều giày, tí nữa xe, tí nữa cho các chị xem luôn. Đôi đen 36 đi chị, đôi đen 36 cũng có. Đây là, đây em cứ cho đây là mã 01 nhá. Đây, đôi màu xám này, mã 01 size 34 này. Đôi cao gót màu hồng sau lưng. Đôi màu xám này, mã 01 size 34, có chế nào thích không ạ? Không thì, có thì chốt cho em là 01. Cú pháp cho em là 01 này. Số điện thoại và địa chỉ nhá. Có bốt cao gót vuông không? Bốt cao gót vuông phải hẹn các chế chiều nay nhá. Hẹn các chế chiều nay nhá. Chị đọc mã số đi rồi chốt mã và số size. Đúng rồi. Đôi này mã 01 này. Đôi này mã 01 da lộn nhá. Màu kem, da lộn màu kem cao 5 phân. Cao, da lộn màu kem cao 5 phân nhá. Có 69.000 thôi mọi người ơi. Chỉ có 69.000 thôi ạ. Chỉ có 69.000 thôi nha. Đôi nơ
34 có bốt đùi không? Không, em không có ạ. Chế nào mà lấy đôi này thì comment cho em theo cú pháp là 01 số điện thoại và địa chỉ nhá. 01 số điện thoại và địa chỉ nhá, số đôi này nhá. Các chế ơi, chỉ 69.000 thôi. Chế nào nhận được giày của em rồi nhỉ? Chưa, chắc chưa chế nào nhận được giày, hôm nọ em xả nhỉ? Bởi vì chất lượng. Chị Thanh Thanh, ok cho em xin luôn địa chỉ được không ạ? Cho em xin luôn địa chỉ được không ạ? Bởi vì là có mỗi số điện thoại không, các chế rất là hay không nghe điện thoại. Rồi, em chốt cho chị Thanh Thanh nhá. Ít thì em có thể gọi được, nhưng mà nhiều thì em không gọi được đâu ạ. Nào, mã 02 ạ, size 35. Trắng xe queen size 35 ạ. Ok, chị Thanh Thanh 0972504 636. Em chốt cho chị Thanh Thanh thôi, mã 01 nha, mã 02 ạ. Mã 02. 02 nhá. Màu trắng có đính xe queen cao 7 phân, màu trắng có đính xe queen size 7 phân, size 35. Mã 02. Mã 02 ạ, size 35 nha mọi người ơi. Màu trắng có đính xe queen nhá. Hôm nay em đi ra chợ thì em thấy mọi người cũng bày hết la liệt ra lề đường xả, nhưng mà vẫn toàn xả 99-100.000 thôi chứ không có xả 69.000 như em. Nào, mã 02 size 35 pi bướng bỉnh, 02 size 35 ok pi bướng bỉnh. Pi bướng bỉnh chốt nhá. Mã 03 có 3 đôi size 36 ạ, chỉ còn 3 đôi size 36 thôi. Chỉ còn 3 đôi size 36 thôi ạ. 3 đôi size 36 đỏ nơ da bóng ạ, da bóng đỏ nơ nhá. Màu đỏ có nơ. Màu đỏ có nơ, hai đôi này đều size 37 nhá. Mình chụp màn hình địa chỉ cho nhanh. Chị Lê Mỹ Hương, em có thấy mà, em có thấy chị mà. Nào, mã 03 màu đỏ nơ ạ, đỏ nơ size 36, có 3 đôi nhé, chế nào chốt không ạ? Chốt trước inbox sau. 01. Mình nhầm cái gì vậy nhỉ? 03 nhá, size 36 em có 3 đôi, nào chế nào chốt không ạ? Pi bướng bỉnh 37 size hồng đi chị. Đây 37 hồng đây. Bọc lụa nhá, hồng, 37 hồng nhá, bọc lụa nhá. Chị Lê Mỹ Hương ơi, em không thấy luôn ấy, em không thấy, em thấy em đã chào chị rồi. Ai chốt trước em cho trước theo thứ tự mà. Mình đang cúm nữa chứ nói nhiều quá. Mệt. Em lấy 2 size 37 luôn nha. Pi bướng bỉnh ok, 2 size 37. Ba bảy này, da rắn này. Màu hồng chị không có size 34. Màu hồng chị không có size 34. Ba chín bọc lụa nha các chế ơi, em còn một duy nhất một đôi 39 bọc lụa sale nốt này, 39k à, nhầm 69k. Vũ Ngọc Ánh, có thấy Vũ Ngọc Ánh nhá. Chị hết bốt mất rồi nào. Mọi người ơi, 03 còn một đôi duy nhất size 39. 03 còn một đôi duy nhất size 39, đây là gót bọc lụa nhá các chế nhá, bọc lụa có đính đá ở phía trước. Cái mẫu này đúng là ở cả thế kỷ còn sót lại một đôi, em bán cái đôi này cách đây khoảng 2 tháng rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn sót lại một đôi. Đi rất là mềm mại và êm chân nhá. Nguyễn Như Minh, chờ một tí em ơi, chờ một tí. Đây ạ, cho chị nốt bọc lụa này đã. Bọc lụa, đôi này bọc lụa các chế ơi, đi rất mềm chân luôn, không bao giờ xước chân luôn, chỉ có 69.000 thôi. Size 39 nhá, size 39 mọi người nhá, có đính đá phía trước nhìn rất nổi chân luôn, cao 5 phân. Ai lấy nhá, mã này là mã 03, comment cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn. Thanh Thanh vẫn còn size 34 đêm. Comment cho em xin địa chỉ số điện thoại theo cú pháp. Mã này là mã 03 nha. Gót bọc lụa mã 03 size 39.
đấy thì comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn nha. Comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn. 03 mọi người nha, mã này mã 03 nha. Da rắn này. Da rắn này. 353637. Da rắn còn rất nhiều, còn full size luôn. Da rắn có size 34 nha. Hạnh Minh à, Hạnh MH có thấy em có bệt. Thu Thảo ơi, chị có bệt em ạ. Sao da rắn mình lại nhiều size 37 thế nhỉ? Em có 4 đôi sao da rắn size 37 nào, có 4 đôi nào, thế nào chốt nhanh được nào. Mã 04 da rắn size 37. 4 đôi nha. Ánh Ngọc, có khi nào em bị đẩy comment rồi không? Có thể là comment của em bị báo spam chị không thấy. Giày thể thao chị ơi. Ôi sổ mũi quá. Giày thể thao chị chưa xả nhá em nhá. Nào da rắn nào mọi người ơi. Da rắn 34 Lê Huệ. Em ok chị Lê Huệ, em chốt cho chị Lê Huệ đôi da rắn size 34 nha. Còn 4 đôi size 37 ạ. Size 37 ạ. Da rắn size 37 ạ. Lê Huệ cho em xin luôn địa chỉ ạ. Da rắn size 37 em còn 4 đôi nào, chế nào chốt luôn không ạ? Lê Huệ cho em xin luôn địa chỉ nha. Chị ơi da rắn 34, 36, 34 có chị Lê Huệ chốt rồi. 36 chị không có. Ủa chị không thấy em à? Có Pi Bướng Bỉnh em lấy đôi gì đấy? Chị thấy em bảo da rắn 37 em lấy mấy đôi, chị còn 4 đôi. Lúc nãy có chế nào chốt mã 03 size 39, đôi gót bọc lụa size 39. Gót bọc lụa size 39. Có chế nào chốt không ạ? Không chốt em bỏ ra lại like lại nha. Da rắn size 37 rồi, em lấy mấy đôi Pi Bướng Bỉnh, lấy số lượng đôi đi em. Báo số lượng đôi cho chị đi em. Em lấy mấy đôi nào? Lê Huệ, ok chị Lê Huệ. La Vân Phổ Thạnh Đức. La Vân Quảng Ngãi à? Nguyễn Như Minh 04 da rắn 36. Em không có da rắn 36, chỉ có da rắn 37 thôi, còn 4 đôi da rắn 37 chị ơi. 36 em còn gót bọc lụa à. Ánh Dương Ngọc, Hân Ngọc. Ánh Dương Hân Ngọc. Rồi. 04. Ông này bị điên à, cứ gọi cái gì không biết, mạng bị sao à trời. Hoa Tuyết Tuyết 04. 04 em lấy size nào em ơi, chỉ có size còn size 37 thôi nhá. 04 còn size 37. Mã này là mã 04 này, chỉ còn size 37 thôi. La Huệ còn 34 không? Lê Huệ em chốt size 34 cho chị rồi. 34 á? 34 em không rõ là còn hay không nữa. Có một đôi đế xuồng size 35 này. Để đây đã, tí nữa chốt xong. Chốt da rắn cho chị chưa? Tuyết Vũ chị lấy size bao nhiêu ạ? Da rắn cho chị size bao nhiêu ạ? Đây. 37 nha, da rắn 37 nha. Nguyễn Như Minh, em có chốt không? Em xem đằng sau 34. Hay 34 1/2. Sao lại 34 hay 34 1/2 là như nào ạ? Chị Lê Huệ ơi, em không hiểu 34 hay 34 1/2 gì ạ? Kiếm đôi mô màu đen đi chị. Màu đen á, màu đen chị không có rồi, màu đen chị chỉ có đấy thôi. Tuyết Vũ 37, ok chị Tuyết Vũ, comment cho em xin số điện thoại ạ. Cho em xin số điện thoại đi ạ. Diệu có đôi nào màu đỏ size 37 không? Đỏ 37 á? Lần này chắc là không còn đỏ 37 nữa rồi. Diệu Thi. Pi Bướng Bỉnh em lấy mấy đôi đấy? Da rắn vẫn còn 4, có 4 đôi, chị Tuyết Vũ chốt một đôi này. Giày có đôi không có 34 1/2 đâu, nó là 34 form chuẩn đấy chị ạ. 34 giày em form chuẩn luôn nhá các chế nhá. Đôi em ra dán 37 đi ạ. Hoa Tuyết comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại luôn đi em ơi. Hoa Tuyết ơi comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại chị Tuyết Vũ nhá. Nguyễn rồi trời, ok Pi Bướng Bỉnh nhá.
Nguyễn Sơn nhà đất đáng nhiều vai vì sợ anh. Em thấy có 4, có 3 chị đang chốt da rắn size 37. Rồi, Pi bướng bỉnh chị chốt cho em rồi. Chị chốt Pi cho Pi bướng bỉnh rồi. Có chị Nhiên Nguyễn Nhiên này. Hoa tuyết tuyết này, Vũ tuyết này, chốt size 37. Rồi, hoa tuyết ok. 0162688387. Ui. Công ok. 04 size 39 em lấy rồi. Size 39 á. Đây á, size 39 đây nhá. Rồi ok ạ, chị Nhiên Nguyễn Nhiên comment cho em xin số điện thoại đi ạ. Em chốt ra rắn cho chị rồi bởi vì có 4 đôi. Bạn Pi bướng bỉnh một đôi này, bạn Hoa Tết một đôi, bạn chị Vũ Tuyết một đôi và chị Nhiên Nguyễn Nhiên một đôi ạ. Vì có 4 đôi size 37 cơ nên là em mỗi người sẽ được một đôi nha. Em bị ẩn comment lấy ra rắn. Nguyễn Như Minh ok. Nguyễn Như Minh comment cho chị xin điện số địa chỉ số điện thoại. Bây giờ ai comment trước cho mình địa chỉ số điện thoại thì mình cho trước nhỉ. Nguyễn Như Minh. Ú, cô chốt hẳn 3 đôi da rắn á. Rồi Nguyễn Như Minh comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại đi, tại chị không nhìn thấy comment của mọi người luôn. Tí nữa phải chụp cái màn hình của mọi người của chị cho mọi người xem nhá. Trời ơi, không nhìn thấy một cái comment nào luôn. Thề với mọi người luôn. Có giày trẻ em không ạ? Sắp rồi. Em đang tính luôn cả giày trẻ em đây. Nguyễn Như Minh lấy comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Ôi trời ơi, Pi bướng bỉnh được rồi. Tôi cho cô. Cô gào quá chừng luôn. Nào bọc lụa, nào bọc lụa 5 phân, nào bọc lụa 5 phân, nãy có một chị chốt rồi nhưng chưa gửi cho em xin địa chỉ số điện thoại. Chị cho địa chỉ và số điện thoại rồi nha. Tuyết Vũ em chưa thấy nhá. À, Công vào Mai Hà Nội đâu, em có thấy đâu, chưa thấy của chị Tuyết Vũ đâu nha. Ok, size 39. Pi bướng bỉnh ơi, không được bom hàng chị đâu nha. Em lấy nhiều nhất mà bom hàng là chị ở thôi đó. Trúc Giang, một đôi duy nhất đế xuồng. Size 35 ạ. Đế xuồng size 35. Mã 05 size 35 ạ. Mã 05 size 35 nha. Có bốt thấp cổ ngắn không? Trúc Giang chị ơi, có bạn Pi bướng bỉnh bạn ấy chốt mất rồi. Bích Phương, Bích Anh Nguyễn có thấy thấy chị Pi bướng bỉnh chốt 3 lần mà em chẳng thấy chốt gì hết. Cho chị ý rồi. Bích Anh Nguyễn ơi, chưa Pi bướng bỉnh bạn ấy cả đống giày luôn. Thế à? Ok em. Nào 69k đôi này đế xuồng ạ, size 35 ạ. Xuồng size 35 này. Mã số 05 size 35. Em chỉ có một đôi duy nhất thôi. À hai đôi, 37 35 nhưng mà 37 em đi rồi. Mẫu nào mà em thấy đi lên đẹp chân là em đi rồi. Bây giờ nhá, em sẽ đi đôi nào em thử. Trần Yến có thấy Trần Yến luôn. Có thấy Trần Yến luôn. Bây giờ em đi đôi nào em sẽ thử lên cho mọi người xem như hôm kia em like ấy. Hôm kia em like em thò chân lên thử cho mọi người xem luôn để mọi người thấy. Có thấy Nga Thanh nhá? Mọi chị Nga Thanh, chị Trần Yến, chị Trúc Giang ơi, mọi người cho em xin một xe được không ạ? Bởi vì em bán giày rất là rẻ cho mọi người để mọi người đi chơi Tết rồi nên là mong mọi người cho em xin một cái xe. Chiều nay kiểu gì em cũng like tiếp cho mọi người, còn rất nhiều bốt đẹp. Em like hai nơi, một là ở thành phố và một là ở một shop nữa ở trên huyện. Thì chiều nay em sẽ đi em like. 05 Tuân Thu. Tuân Thu ơi, cho chị xin số size 35 nhá, cho chị xin số điện thoại và địa chỉ luôn nhá. Ví dụ như này size 36 nhá, biết chân em có đi vừa size 36 không nhưng mà cứ cố nick vào xem như thế nào để cho mọi người thấy là giày của nó đẹp như thế nào. Chuẩn form luôn. Đúng rồi, Lê Huệ thử đi, em thử cho mọi người xem luôn, giơ chân lên luôn. Nguyễn Như Minh, chị cho địa chỉ em hai đôi nhé. Cho địa chỉ rồi đó chị, em hai đôi nhé. Nguyễn Như Minh đôi nào đây mọi người ơi. Đây ạ. À, em thử lên đây. Bốt bao nhiêu chị? Đồng giá hết nhá. Cái đôi bốt đấy size 39 mà. Cái đôi bốt đấy size 39 mọi người ạ. Nguyễn Như Minh cho lại đi, chị chưa thấy. Đỏ nơ 36 em lấy. Hạnh MH có 3 đôi nha mọi người ơi. Ôi trời ơi, em ngồi vào gì rồi. Em ngồi nào để mọi người có thể xem được chân em nhở. Bốt đi ạ. À, à mua chị mà còn bốt chị like cho mọi người luôn, chả phải đợi đến giờ phút này. Ê mọi người ơi, đỏ nơ size 36 nha.
Lê Mỹ Hương, An Muội, Bốt Điện. Bạn ai lấy đỏ nơ size 36 chốt cho em theo cú pháp là 06 0636 số điện thoại này. Địa chỉ này. Nào chốt đi ạ, có 3 đôi nha. Đỏ nơ 0636 số điện thoại ạ. Đây mọi người ơi xem nhá, ôm chân xinh lắm luôn. Chuẩn form nhá. Em đi 37 nên đi 36 em bị chật này nên bị nick ra rồi. Da lì 38 màu ghi. Để xem có phải không nhá. Nguyễn Như Minh ok rồi, Nguyễn Như Minh rồi. Ok Nguyễn Như Minh có rồi. Chốt cho Nguyễn Như Minh 2 đôi nhá. Ôi dồi ôi. Lê Mỹ Hương ok chị Lê Mỹ Hương một đôi. Nào em đi đi lại cho mọi người xem. Rồi ạ, em thấy địa chỉ của Lê Mỹ Hương rồi ạ. Đẹp lắm luôn nha mọi người ơi. Đây ạ. Chân em thì xấu truyền kiếp luôn. Chị Tuyết Vũ ơi, bây giờ chị mới cho em à. 0942561026 cho địa chỉ rồi. Địa chỉ chị lên đỏ size 36, đỏ size 36 đi ạ. À. Ok. Có 3 đôi đỏ size 36 này, chị Lê Mỹ Hương chốt một đỏ size 36. Chị Lê Mỹ Hương ơi, địa chỉ chị ở đâu ấy nhỉ? Sen màu đen đi chị. Đây, đúng có một màu đen. Size 35. 9 phân nha, da lộn nha, có nơ đằng trước nha. 9 phân có da lộn đằng trước nào. Ôi. 9 phân da lộn ạ, à. Mã không. Sen màu đen đi cho 4 lần rồi, Tuyết Vũ. Chị Tuyết Vũ ơi, chị thông cảm cho em là bởi vì em không nhìn thấy comment của chị thôi, còn nhìn thấy cái gì em chào hết. Em chào mà. Ví dụ chị xây lớp, chị La Huệ để em có thấy thì em chào mà. 34 đi chị chốt thêm. Có 38 không chị? Size 35 ạ. Các chế ơi, size 35 này. À, chị Lê Mỹ Hương lấy đôi này rồi ấy hả? Trời, em quên chốt cho chị. Rồi, chị Lê Mỹ Hương nha. Hai đôi này của chị Lê Mỹ Hương. Cho em xin lại địa chỉ một lần nữa đi. Chị Lê Mỹ Hương ơi, Trang Trần. Thấy mình không? Em có thấy chị ạ. Có thấy chị Trang Trần ạ. Đồng mưa sao băng đồng giá em chỉ bán đồng giá 69.000 thôi. Bốt giày cao gót kể cả bệt em còn mấy đôi bệt rất là đẹp nhá. Các chị ơi cố gắng theo dõi nhá, bởi em còn ít thôi. Em xả nốt. 37 có màu đen không? Em lấy thêm đôi nữa. Tuyết Vũ chị, Tuyết Vũ ơi, không có màu đen ạ, màu tím ạ. Chế nào màu tím đôi này? Chế nào thích màu tím không ạ? 9 phân nha, đi rất chắc chân ở bên trước, ở đằng trước có đính họa tiết đấy ạ. Em xem đôi hồng. Đây, chế nào chốt đôi này không ạ? Có chế nào chốt đôi này không ạ? Mọi người ơi, share like hộ em với. Hà Min chị không có shoppe đâu nhá. Chị không có shoppe đâu. Đôi này là size 37 này. Đi vừa nick vừa khít chân em luôn đây này. Em đi size 37. Hàng này hàng chuẩn form. Chuẩn form nhá mọi người ơi. Hàng chuẩn form nên là chị nào đi 37 thì đi chỉ đi đúng 37 thôi. Không đi được 38 hoặc 36. Lụa 37 em. Lụa 37 em hầu như em không còn rồi. Em hết lụa 37 rồi ạ. Nào chế nào chốt đôi này không ạ? Không xem được phía trước. À đây. Ui dồi ôi, cái bàn nó cao nên là chân em ngắn không đủ. Để dơ lên đây. Ui chết rồi. Đây ạ. Hôm nọ em like ở cái bàn thấp thì nó ấy. Nó Trang Bùi tím 37, comment cho em xin số điện thoại địa chỉ chị Trang Bùi ơi. Chốt thì cho em xin điện thoại và địa chỉ ạ. Nào một đôi xuồng nữa nào, một đôi xuồng nữa size 35 chế nào chốt nốt không ạ? Size 35, chuẩn size nha, 35 nha. Chuẩn size 35 chế nào chốt nốt không ạ? Trang Bùi 37 tím rồi, chị cho em xin địa chỉ luôn chị Trang Bùi ơi. Một đôi duy nhất size 38 giày bệt có quai chéo, đôi này em cũng đang đi cam kết với các chế là rất đẹp. Bởi vì những khi mà hàng về cái ấy, những đôi nào đẹp em thường em bỏ ra trước. Em bỏ ra nên tủ giày của em bây giờ chật ních luôn rồi. Hôm qua có một chế, em nhắn tin với em bảo sao không trả lời em bảo thật sự là mai rất mệt. Mình mang 37 thì
Mình mang giày 37 thì cao gót 37 liệu có vừa không hả chị? Đúng rồi, nó chỉ 37 thôi. Đen trên giá đi. 34, 35, 34 vừa không? Chắc là được, bởi vì cái này form, cái đôi này em thấy nhọn nhọn, form nhỏ lắm này. Giày thừa dép thiếu mà, giày thừa dép thiếu mà. Thủy Kiều 3, Thủy Kiều 69, đồng giá 69.000 một đôi nhá. Chị Thủy Kiều ơi, đồng giá 69.000 một đôi ạ. À. Chị Lê Huệ ơi, 34 thì em ba chị đi 34 mà đôi này 35 nghĩ là cũng đi được đấy. Giày thừa dép thiếu mà, bởi vì đôi này cái form cái em thấy nhọn nhọn nhỏ nhỏ thế này. Chị Trang Bùi cho em xin địa chỉ nhá, chị Trang Bùi ơi. Đồng giá 69k nhé, Trúc Giang đôi đen size 38 bệt bao nhiêu ạ? Đồng đen size 38 em lại không có mất rồi. À đen 38 đây, rồi rồi, em thấy rồi, Trúc Giang, vâng chị, em chốt chị Trúc Giang đôi này, Trúc Giang cho em xin địa chỉ đi ạ. Lê Huệ xuồng đây là da lộn chị nhá, xuồng da lộn nhá. Còn đi ăn à? Tím ạ, à, tím đính đá, tím màu tím này, tím nhẹ nhàng thôi, tím mộng mơ luôn. 37 nhá. 37 nhẹ, 37 nhá. Có nhà em vẫn còn nhiều cao gót, có mấy đôi giày đấy. Còn giày cao gót đấy. Mấy giờ mà chúc ra mọi người đi ăn à? 0917 này. 55455. 286. Size 34 á, em không nhớ là còn size 34 không nữa. Ôi thôi anh ạ. Tím 37 Tuyến Vũ có size 34 không? Đen cao gót 7 phân, đi toàn tháng 34 đi để chị nấu cơm. Đúng rồi, em like vào cái giờ này thì mọi người đang nấu cơm. Một đôi bệt rất là xinh, size 36 này. Một đôi bệt rất xinh. Nó em sẽ bảo nó không đẹp nếu mà nó không có cái qua chéo màu vàng này. 36 ạ. 36 nhá các chế ơi. Bệt này 36 này. Đen ở tầng 2 đi chị, đen nào nhỉ? Đen tầng 2 á, à đây. Ui đây em còn full size luôn ạ. Giày này em còn full size luôn nhá. 34, 35, 36. 34, 35, 36 rồi em like những cái full size trước cho các chế chọn, xong các chế còn đi nấu cơm. Đây 37 này. 35 này. Em cho cái này nó là mã 07 nhá. Mã 07 nhá các chế ơi. Chế nào chốt thì comment cho em. 35 này, 37 này. Ok. 34, 35, 36, 37. Có full size 34, 35, 36, 37. Cái này 36 không ta? Đúng rồi ạ. Mẫu này em còn full size 34, 35, 36, 37 này. Nó là giày. Giày cao gót. Thực ra nó là bốt lửng ấy. Em đặt thì người ta bảo đấy là cái này là bốt lửng đấy. Nên là mình cũng chỉ biết đấy là bốt lửng thôi, chứ em thật sự là em cũng chưa biết nó là cái gì. Em hay gọi nó là giày thôi. Bốt thì giao em phải đến mắt cá chân, à, qua mắt cá chân. Đúng rồi, đồng giá hết đấy. Mọi người ơi, đồng giá hết nhá. Cho em xem cao gót size 38 với. Em còn full size 34, 35, 36, 37. 34, 35, 36, 37 mọi người nhá. Lì ra lì nhá, ra lì nhá các chị ơi. Giày bao nhiêu? Cũng 69.000 hết ạ. 69.000 hết, không có 39 chị ơi. 34, 35, 36, 37. 34, 35, 36, 37 ạ. Còn nhiều lắm luôn. Giày đẹp. Em còn hai giá ở hai bên này nhưng mà em chưa sale hết được. Chị 37 Huyền Hoa Giao Anh, chị 37. Chị đã chốt được đôi nào chưa nhỉ? Chị Huyền Hoa Giao Anh ơi, em không còn nhớ nữa rồi. Lê Bảo Châu 0735 với 37 gót. Comment mãi không trả lời. Có thấy chị Trang Trần rồi. Có duy nhất một đôi 37 thôi. Chế nào comment cho em trước. Bích Anh Nguyễn số 73437. 4 đôi nhá. Bây giờ mọi người comment cho em xin. Ai comment cho em xin địa chỉ số điện thoại trước. Em inbox rồi nhá. Ờ nhưng mà chị không đọc được inbox của em. Bây giờ chị đang like. Chờ tí nữa chị kết thúc chị mới đọc inbox em được. 34, 35, 36, 37. Chế nào comment cho em xin địa chỉ số điện thoại trước. 07 này. Cú pháp là 07 số điện thoại. 07 số điện thoại và địa chỉ. Trúc Giang
chị thấy em địa chỉ em chưa chưa thấy địa chỉ của Trúc Giang nha, mới thấy cái tên thôi. 34353637 mã 07 nào. Để em 37 chưa? Chị Nguyễn Như Minh 37 ra rắn á. Ôi trời ơi. Mọi người theo cú pháp của em ạ, 07 này, số điện thoại. Mã này là mã 07, đôi này em để mã 07 ạ. Ai lấy đôi này sai nào là 07 sai số điện thoại và địa chỉ nha, 07 sai số điện thoại và chỉ địa chỉ nha. Khóa kéo phía sau các chế nha, khóa kéo phía sau nha. Đôi này là 9 phân chị ơi, đôi này 9 phân ạ. 9 phân ạ. Ở đằng trước có nơ nhá, nhưng mà em phải bọc vào vì em sợ nó xước nơ. Nào bạn, em bắt đầu chốt nha, em bắt đầu chốt nha. Nào những chế nào lấy nhiều nào. Nguyễn Như Minh 0737. Nguyễn Như Minh 0737. Ô, chốt cho Nguyễn Như Minh 0737 nha. Rồi. Tiến Trinh. Rồi, chốt cho Nguyễn Như Minh 0737 rồi. Bích Anh Nguyễn 3437. Bích Anh Nguyễn 3437. Bích Anh Nguyễn ok em. 37 không có rồi em ạ, còn 34 thôi. Còn 34 thôi, em chọn em có thể lựa đôi khác 37 được không? Chị ơi nhưng mà đi rất chắc chân luôn bởi vì cái đế đằng trước nó có độn lên nhá. Bệt trắng tầng 2. Bệt trắng tầng 2 làm gì có đôi nào nhỉ? Em có một đôi 38 màu tím này nhá. Bệt 36 đằng sau. À, chị tinh mắt thế nhỉ? Em có bệt da lì ạ, à. Em có bệt da lì. Bệt da lì nha, cũng chỉ 69.000 thôi. Trúc Giang địa chỉ của em đó. Lấy bệt trắng 36 đằng sau. Bệt này em có size 39 này. 34, 39, 1 đôi 34, 2 đôi 39. Tiếp người ta sắp giày cho mình lệch lạc quá đi. Quá đáng thế nhỉ. Em sẽ cố gắng làm sao cho mọi người được cước rẻ nhất nha. Rẻ nhất có thể luôn. Mọi người hãy tin ở em. Bởi vì em làm ở dịch vụ chuyển phát mà. Yêu. Cố gắng cho các chị làm sao để cước rẻ nhất, để mua được nhiều nhất. Các chế nha. 9 phân ca, cao nhỉ đẹp chị. Chân ngắn có thấy em Hà Thu giày lười thể thao có đơn đế không em? Tím 37 chị ơi. Ai tím 37 đây? Bích Anh Nguyễn tím 37. Ok Bích Anh Nguyễn nha. Tím 37 cho Bích Anh Nguyễn nha. Rồi. Bệt ạ. À. Có size 35 chị xem Hương Nguyễn bệt trắng tầng 3 9 phân đẹp cao quá nhỉ. Mọi người ơi là có ai có những ai theo dõi em ấy thì em dặn mọi người một câu luôn là em sẽ cố gắng làm sao để cho mọi người được mua với cái giá giày rẻ rồi mà cước rẻ nhất, không thể một tiền gà bắt tiền thóc được. Bệt 34 đen. Đây ạ, à, bệt 34 đen Lê Huệ ơi. Em ơi cho chị đôi tím lúc nãy chị lấy đôi ba tím nhân 7 cho chị nha. Trang Bùi. Chị Trang Bùi mãi không comment cho em xin địa chỉ và số điện thoại. Chân ngắn có thấy em mà em mua cái gì em comment chị. Đây ạ à, bệt này nhìn rất đơn giản mà nhìn lên rất sang chân luôn nhá. Có đính ngôi sao ở hai bên ạ à. Đây ạ à. Nó chỉ là bệt đơn giản như thế này thôi mà chị. Da lì nha chị ơi. Chị Lê Huệ ơi da lì nha. Đôi đen 34 đây. Ơ, không, đôi này chỉ còn 36 rồi, 35 36 rồi. Mã này còn 35 36 này. Hạnh MH có thấy Hạnh MH rồi. Đôi này em còn 35 36 chỉ 69.000 thôi. Chế nào nhanh tay thì được nha. Chế nào nhanh tay thì được nha. Cái này ý. Có cao gót 5 phân không chế? Không có chế nào thích đôi xuồng này à? Đôi xuồng này ra lộn ý. Có chế nào nãy comment lấy đôi xuồng ra lộn mà không comment cho em xin địa chỉ số điện thoại em chưa chốt được. Đôi này 9 phân da lì size 34. Có thể thao Wuxi không chị? Hẹn mọi người chiều nay em like thể thao Wuxi nhá. Hẹn mọi người chiều nay em like bệt thể thao nhá. Có cao gót 5 phân không chế ơi.
Đây Huệ cho xem bệt trắng tầng 3 đi. Bệt trắng tầng 3 ở đâu ạ? À? Em chả có đôi nào bệt trắng cả. Có đôi này size 438 này. Nào còn mấy đôi sale lốt. Bây giờ còn rất là ít thôi. Không phải bệt trắng, đôi này là bệt size 36 này các chế này. 38 em còn 2 size, 2 mẫu. Tuân Thu em cho địa chỉ rồi. Tuân Thu lúc này em chốt nhưng mà Tuân Thu chốt đôi nào nhỉ? Có phải đôi đế xuồng màu đen không? Xong em chẳng cho, không thấy địa chỉ. 35. Cái này 36 nhá. Cái này 36 không phải 35 đâu. Cái này 36 ạ. Bệt này bệt 36 ạ. Đôi 35 đây. Đôi 35 đây ạ. Đôi xuồng 35. Ok Tuân Thu xuồng 35. Rồi. Đôi này size 38. Thế nào chốt nốt không ạ? Size 38 chốt nốt cho em không ạ? Tím nhẹ nhàng lắm ạ. Có đính đá đằng trước. Cái này mặc áo dài, mặc zip, mặc giày, mặc gì cũng được luôn đây ạ. Rất là nhẹ nhàng, thanh thoát luôn đây. Em cho các chế xem cái form này nhá. Hết mẫu chưa? Chưa, em vẫn còn mẫu nhưng mà hiện giờ em mệt quá. Em like nốt mấy mẫu này xong em nghỉ. Chiều nay các chế có rảnh thì vào xem em tiếp em like. Em phải về dưới kho, dưới chợ, kho chỗ khác cơ. Chưa chế nào chốt được mẫu này size 38 nhở? Chưa chế nào chốt được mẫu này size 38 nhở? Size 38 ạ. Một đôi bốt nữa, một đôi bốt nữa. Size 39 này. À đúng rồi, size 39 này. Xinh xinh thế này ạ. 69k đúng rồi, cần một cái tên ơi. Tất cả chỉ 69.000 thôi, kể cả cái đôi giày này này. Các chế mà đi vào shop kiểu gì nó là 1-200.000 luôn. Thu Thảo bệt 36, ok Thu Thảo nhá. Tí nữa em phải xem lại like để em chốt lại cho mọi người một lần nữa. Mà không biết là loáng quắng cái nào, em vứt đâu cái bút rồi. Thu Thảo cho em xin số điện thoại, địa chỉ đi ạ. Nhớ chụp cho chị nào đi cái đôi này, nhớ chụp lại cho em xin đấy nhá. Cho em xin lại cái ảnh feedback nhá. Bởi vì em đang đi một đôi như này. Chân em hơi đen nên là nhìn nó không đẹp lắm. Chắc chế nào chân trắng là đi đẹp lắm đấy. Chân em đen thui luôn, chỉ cần hơi trắng trắng một chút là nhìn đẹp. Với Thu Thảo cho em xin số địa chỉ nhá. Em chưa bao giờ em thấy cao gót size 41 luôn. Thế mọi người em chưa bao giờ thấy cao gót size 41 luôn. Em ơi, màu cam có 35 không? Màu cam á, màu cam em có 38, 39. Màu này em có 38, 39 này. Có đây, có 38, 39 này. Bắt đầu mọi việc trở nên lộn xộn rồi đấy. Hương Nguyễn thấy chị không comment. Đôi cao gót, bốt 35 mãi không thấy em chốt. Chị Hương Nguyễn à? Chị Hương Nguyễn à? Đây, còn một đôi khoét eo size 36 đây ạ. Một đôi khoét eo cuối cùng size 36. Ôi, nó mệt, con nói từ sáng giờ. Cao gót bốt à. Rồi, chị Hương Nguyễn cho em xin. Chị Hương Nguyễn ơi, có phải đôi này không ạ? Có phải đôi này không ạ? Nếu mà phải thì chị cho em xin địa chỉ và số điện thoại nhá. Đế xuồng size 35 của chị có người chốt rồi. Ừ, không đi được đâu nên là bạn nào chân nhỏ mới ra. Có thấy em ngốc nhỉ? Có thấy em ngốc nhỉ? Búp bê sọc. Bao nhiêu chị? Cái này á? 69.000 mà, đồng giá 69.000 mà, chị có bán cao đâu. Có bán cao đâu mọi người ơi, em bán đúng giá 69.000 thôi. Ai lấy xuồng 35 luôn đấy nhỉ? Còn đôi nào 36 like em xem nốt. Em lấy trước nha chị. Đôi này bạn nào lấy ạ? Size 438 ạ. Nguyễn Hạnh, đây em còn size 38 hai đôi là đôi này. Chị Nguyễn Hương gì đấy. Chị ơi chốt bệt 36. 5 lần rồi mà. Em không đọc mà lại chốt cho người cho Nga khác xem lại comment đi. Chị Tuyến Tuyết Vũ, Tuyến Vũ ơi. Thật sự là
em nhìn thấy comment của ai nổi lên thì em chốt cho người đấy, chứ không phải là em không chốt cho chị đâu. Đôi đen 35 trước mặt chị này gì, ok em. Chân ngắn có ấy chưa nhỉ? Chân ngắn có địa chỉ chưa nhỉ? Chân ngắn có mua đôi nào chưa nhỉ em ơi? Chân ngắn có mua gì chưa ấy nhỉ? Bốt cũng thế nhỉ, giày bốt cũng thế nhỉ. Cũng đều chỉ có 69.000 thôi. Mỏi hết cả mông. Big Anh Nguyên 38 caro luôn. Ok Big Anh Nguyên. Ở đâu nhỉ? Big Anh Nguyên mua cái gì rồi ấy nhỉ? Đây rồi, thấy rồi. Big Anh Nguyên có 38 cà rô. Chốt Lê Mỹ Hương, chốt cho địa chỉ Lê Mỹ Hương á. Lê Mỹ Hương em chốt cho chị chưa? Có rồi, chị Lê Mỹ Hương có rồi nha. Hồng khoét eo size 36 ạ. Hồng khoét eo size 36. Hồng khoét eo size 36 chế nào? Vừa ưng không ạ? Nguyễn Hạnh em ơi, em lấy sọc. Sọc chị Lê Mỹ Hương, chị Big Anh Nguyễn chị lấy rồi. Nào khoét eo size 36 nào. Chế nào chốt khoét eo size 36 nốt không ạ? 69.000. 69.000 nhỉ? Tăng đan giờ này hết rồi em ơi. Tăng đan giờ này hết rồi. Trưng cái đôi bốt ra đây, bạn nào lấy mình chốt luôn cho. Ôi giời ơi. Học vui trở hành đi làm hết mẫu chưa? Nào 36 ạ. 36 khoét eo size 36 ạ. Em nhắn tin trước nhưng mà chị không nhìn thấy. Bạn chị bảo rồi, bạn nào chốt trước thì chị cho bạn ấy trước mà. Chị nhìn thấy comment của ai trước chị cho người ấy trước. Hương Nguyên, bốt 35 của chị chốt cho em. Hương Nguyên. Cái đôi này là đôi size 36 này. Còn một đôi size 36 này, chân ngắn thấy comment của em không? Có thấy comment của em. Đôi này size 36 này. Mọi người ơi, còn một đôi size 36. Ai chốt không ạ? Hồng 36, em là Mây, ok Hồng 36, comment cho mình xin địa chỉ số điện thoại nha. Comment cho mình xin địa chỉ số điện thoại nha. Em là Mây. Em là Mây ơi, comment cho mình xin địa chỉ và số điện thoại nhé. Hồng Hạnh MH lại, em lấy 36 rồi. Nào bạn em là Mây với bạn Hạnh MH, bạn nào comment cho mình xin số điện thoại trước. 34 đi chị Thanh Thanh, 34 còn cả shop còn duy nhất một đôi bệt này size 34 thôi. Còn duy nhất một đôi bệt này size 34, bạn nào lấy luôn không ạ? Thu Thảo chị ơi, bệt. Thu Thảo bệt. Thu Thảo bệt 34 ạ? À? À, rồi rồi rồi. Bạn gì chúc đấy nhở, tớ chưa nhìn thấy comment của bạn nhưng mà tí nữa tớ ấy. Nãy chị thấy em hỏi đôi, hỏi chị được chốt, chị gửi rồi, em chưa chốt 35 hả? Em là Mây, ok bạn em là Mây nhá. Ui, váng đầu thế. Em có chốt cho chị rồi nha, chị Hương Nguyễn ơi. Có chốt cho chị rồi nha, Trúc Giang. Chị ơi, có đôi cao gót size 41 cho em đi ạ. Trúc Giang cũng như nãy lấy cái gì nhở? À, Trúc Giang nãy lấy 38, cái bệt 38 đúng không? Rồi, có chốt cho Trúc Giang rồi, cho mấy chị xin lại địa chỉ đi Trúc Giang ơi. Cho chị xin lại địa chỉ đi Trúc Giang. Đây phải lần lại. Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng. Mình là có duyên với đất Đức Trọng Lâm Đồng này lắm này. Trước là đi làm suốt ngày còn cãi nhau với mấy anh thì fan trong Đức Trọng Lâm Đồng thôi. Tina Phạm, có thấy chị Tina Phạm nhá. Mình vừa mới đặt cái đôi của em là Mây. Ok em là Mây này. Cây sang Công Minh, Song Khê, Bắc Giang.
Trời ơi, đất đặt trước, đọc tên xong để người khác. Lê Bảo Châu, sao lại đặt trước, đọc tên xong để người khác? Em muộn. Đôi nào? Em bảo đôi nào chị để người khác. Hương Nguyên, ok, cho chị xem thêm 35 để chị chốt Lê Bảo Châu. Chị có để hai đôi 0735 với 37 em không? Sao mà lấy hai đúng hai đôi ấy nhỉ? Nhưng mà em có comment cho chị số điện thoại với địa chỉ đâu Lê Bảo Châu? Chị bệt ngôi sao 34 đi. Ai đấy? Bích Anh Nguyễn, ok, bệt ngôi sao 34 cho Bích Anh Nguyễn. Bích Anh Nguyễn ở đâu ấy nhỉ? Ở đây. Bích Anh Nguyễn này, Lê Bảo Châu. Mấy lần luôn xong để người khác. Lê Bảo Châu chân ngắn em xem này. Môn Trần có thấy bạn Môn Trần nhá. Chân ngắn em xem giày thể thao đi chị Hương. Xem thêm size 35. Hiện giờ em hết. Hết sạch rồi, còn luôn mấy mẫu này thôi. 36 này. Còn một đôi 36 này này. Còn em còn một đôi, mọi người ơi này, em còn một đôi 36 này nhá. Còn một đôi 38 này ạ. Còn một đôi này ạ. Đây, 38, 39 này. Còn ai chốt nốt không ạ? Cái đôi này á. Đôi này size 39. Trần Linh Huệ ơi, size 39 có 69.000 thôi. Thấy địa chỉ của Trúc Giang rồi nhá. Đấy, còn nốt mấy đôi thôi. Có ai lấy nốt chốt nốt à? Nếu mà bán đến còn đôi cuối cùng em tặng luôn. Không bán luôn. Bây giờ chỉ còn toàn size 38 với 39 thôi. Chế nào đi được 38 với 39 thì comment nhá. Hiện giờ chỉ còn thấy toàn size 38 với 39 thôi. Rồi, có thấy địa chỉ của Trúc Giang rồi. Chị chốt đi. Sau em. Chị chốt đi em cho sau lấy mà. 36 nhá, còn duy nhất một đôi 36. Hầu như là ba đôi này 39, 38 này. Đúng, chính xác 69k hết. Đôi này 69 này. Đôi này 38, 39 này. Đôi này bệt này còn hai đôi, làm mỗi đôi một đôi, hai đôi 39 hết. Nào mọi người chốt cho em đi, còn hai đôi cuối cùng em tặng luôn. Ai lấy em tặng luôn, em không bán nữa. Thì nó còn 1 2 3 4 5 6 7 đôi. 7 đôi bán nốt 5 đôi nữa, hai đôi để tặng nhá. Trúc Giang có giày lười nữ không em? Lười nữ em không có chị ơi, mà thực ra em chưa xả luôn được ấy. Trường cao đẳng phát thanh truyền hình. Trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 này. Đông Hưng Thuận, quận 10, Hồ Chí Minh. Ok. Hồ Thành Mỹ 69k có dây lưới nữa. Hồ Thành Mỹ có size 370 đồ siêu cưng. Đôi đen đó, đôi đen đá giá bao nhiêu? Cái đôi này á, 69k em ơi. Size bao nhiêu? Đôi đi 69.000 nhá. Size 39 nhá. Size 39. Hương Nguyên ok, tím chốt cho chị Hương Nguyên nhá. Tím chốt cho chị Hương Nguyên ạ. Hương Nguyên xinh đẹp, em chốt cho chị thôi, 39, 38. Chị Hương Nguyên. Em xem giày thể thao trên kệ. Ui dồi, chị không cho xem được nữa đâu. Cho xem nữa là tí nữa chị ngất xỉu ra đây luôn đấy. Đồ si út cưng ok, đồ si út cưng nhá. Hôm nọ em like của chị rất nhiều, em xem like của chị rất nhiều lần, comment rất nhiều lần nhưng chưa lấy được đôi nào. Comment cho chị xin là địa chỉ số điện thoại đi em. Còn đôi nào size 37 không? Chờ một tí. Thôi. Bán hết rồi này. Một đôi duy nhất size 36. Size 36 duy nhất còn có khóa kéo đây. 36 ạ. Chốt luôn đi, chế nào chốt luôn không? Đẹp lắm luôn nha, 36 nha. 36 nhá các chế ơi. Đồ si út cưng comment chị xin địa chỉ số điện thoại luôn nha. Em còn duy nhất một đôi size 36. Tí nữa. Rồi ok, đồ si út cưng. Có rất nhiều người comment cho em sau, inbox cho em.
sau sau live. Nhưng mà mọi người thông cảm là tập bảo tại sao em không trả lời nhiều quá, em không trả lời được. Tân Hồng Đồng Tháp. Rồi, đồ xí út tương ok nha. Có địa chỉ rồi nào, đôi này của ai đây? Đôi này ai chốt nốt đây? Dồn đơn cho em làm mây. Ờ, em làm mây, em có một đôi thôi mà. Sao lại phải dồn? Hạnh MH, ok, Hạnh MH nha. Hạnh MH comment cho em xin địa chỉ số điện thoại đi. Hạnh MH chưa có đơn đâu. Hạnh MH comment cho em xin địa chỉ số điện thoại luôn ạ. Nào đôi này nốt 36 nào. Chị ở thành phố Bắc Cạn em ơi. Đôi này nốt ạ, đôi này nốt ạ. Size 36, ai lấy nốt đôi này không? Chế nào mà đi size 36 ấy. Vừa mua được một đôi thì em nghĩ là nên mua nốt đôi này cũng đẹp đấy. Đôi hồng 36 nữa mà chị. Nice. Nào đôi này 36 nữa ạ. Đôi này 36 nữa, chế nào chốt nào. Lại còn hương nguyên đỏ 36 nữa cơ. Trời ơi. Em chỉ có duy nhất một đôi thôi. Và em đã chốt cho bạn Hạnh MH rồi. Bây giờ Hạnh MH có lấy không? Chị cho em 30 giây để em comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại. Nếu không chị sẽ cho bạn em là Mây hoặc là chị Hương Nguyên nha. Nào ạ. Mệt quá. Em thích đôi đỏ. Hạnh MH ơi, có chốt không ạ? Nào, đôi này size 39 nào. Nơ đỏ 36, hồng 36. Đỏ nơ 36, hồng 36. Đỏ nơ 36 là của Lê Mỹ Hương. Hạnh MH ơi. Hạnh MH ơi, chốt lại cho chị cho chị xin lại địa chỉ số điện thoại của em đi. Cho chị xin lại địa chỉ số điện thoại của em đi. 38 đây nha các chế ơi, em còn một đôi 38 đây. Chiu. 38 đây ạ. À. Em đi ăn cơm tí mà chị bán hết rồi. Đúng rồi, ăn cơm một tí mà chị bán hết rồi, có 69.000 thôi ý. Nào Hạnh MH comment cho em xin địa chỉ luôn đi, số điện thoại luôn đi, nếu không em để cho em làm mây đó. Chị đỏ 36 đủ 3 đôi mới sợ chứ. Chị ơi em hết đỏ 36 rồi. Thấy em pi bướng bỉnh đâu ấy nhỉ. Có bao nhiêu đôi đẹp em mới hốt hết rồi. Đấy nói nhiều đến lúc hôm nay chết cả son môi ra hết rồi. Chân ngắn em xem đôi đỏ chị vừa cầm. Cái đôi này á, đôi này có người lấy rồi em ơi. Hôm nay chỉ có 3 đôi nhưng mà các bạn ấy lấy hết rồi. Cái này cho phải xem bên xưởng họ còn có không, mang thật nhiều nhiều trang bù chị lấy thêm một đôi 37 nữa. 37 hết rồi chị ạ, em cũng còn 37 rồi. Đôi này 38 nào, chế nào thích 38, đôi này hốt nốt đi ạ. Nhìn thế thôi đi lên chân xinh lắm nhá. Không trả lời gì hết ạ, ngốc nghếch bây giờ mới thấy đây. Các chế ơi, đây em đi 37 nên đôi này em bị nhức gót này. Đây nha mọi người ơi. Không thấy ấy nhá, không thấy bạn Hạnh MH trả lời. Đây, đôi hồng hồng xinh xinh nè. Địa chỉ nữa Hạnh MH ơi, địa chỉ nữa Hạnh MH ơi. Địa chỉ nữa nào. Chốt cho chị đôi đỏ 36. Đôi đỏ 36 này bạn Hạnh MH bạn ấy lại lấy mất rồi chị ơi. 0932 360 749 like ba ta đi chị. Ui giờ này chị like nữa chắc chị xỉu ra đây luôn. Hạnh MH này comment luôn địa chỉ đi, mình nhắc bạn nhiều quá. Mệt luôn. Để chiều thuyết phục nốt bà chị bán nốt chỗ giày còn trong này. Nào, chế nào lấy không ạ? Chị Hạnh MH ơi, comment cho em xin địa chỉ luôn nha. Bây giờ em bán 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, còn 5 đôi. 5 đôi sẽ bán 3 đôi và tặng 2 đôi.
bán 3 đôi tặng 2 đôi nha. 5 đôi em sẽ bán 3 đôi và tặng 2 đôi. Tặng luôn, mua 1 đôi tặng 1 đôi luôn. Còn 1 đôi 36, còn 1 đôi 36 nhá. Còn 1 đôi 36 này. Chế nào mua đôi 36 này không ạ? Những đôi còn 1 đôi 36 duy nhất có ai chốt không ạ? Cao gót 9 phân em hết rồi chị ơi. Đây có đôi này cao gót 9 phân size 36. Nào 1 đôi 36 cuối cùng, nào 1 đôi 36 cuối cùng ạ. 1 đôi 36 cuối cùng, bạn chân ngắn. Thấy chân ngắn rồi. Chân ngắn chưa? Cho chị xin địa chỉ đi em ơi. Cái đôi của em chưa có địa chỉ này. Hạnh MH nha, chị không comment cho em địa chỉ nha. Em xin lỗi chị lại, chị em không chốt cho chị được rồi. Đôi này em cho chị Hương Nguyên nha, chị Hương Nguyên ơi. Đúng rồi. Em là Mây. Ồ, em là Mây, đúng rồi, cho em là Mây. Moon Trần. Nào. Bây giờ chế nào mua một đôi em tặng cho chế một đôi. Em cho rồi. Em lấy hai đôi á. Chân ngắn mua một đôi nữa đi. Chân ngắn mua một đôi nữa đi, chị tặng cho chân ngắn một đôi. Chị Hương Nguyên. Chân ngắn ơi, mua một đôi nữa đi, chị tặng không? Chân ngắn một đôi. Mua hai tặng một. Bởi vì chị chỉ còn 5 đôi thôi. Chỉ còn đúng duy nhất 5 đôi thôi. Chân ngắn đôi sang đan 34. Sang đan 34 á. Cái này phải của chân ngắn không nhỉ? À đúng rồi, rồi rồi. Nhớ rồi, chân ngắn có địa chỉ rồi đây. Không có size 37 rồi. Còn một đôi size 36 nào. Nhưng mà hơi lệch kịch một tí nhỉ. Hơi lệch kịch là bây giờ chế nào mà mua đôi này size 36 tặng một đôi size 38 thì chả để làm gì cả. Tặng 3 đôi hồng 38 đi. Đồ si út cưng. Mua thêm một đôi chị tặng em một đôi đồ si út cưng. Hương Nguyễn chị mua đi, em tặng chị một đôi. Mua thêm một đôi nữa em tặng chị một đôi. Đôi này 3 phân này. Còn size 38, 39. Hai đôi bệt em còn size 39. Hết rồi ạ, em hết rồi ạ. Bây giờ còn mấy đôi này thôi. Chị Hương Nguyên comment rất là nhiều. Chị đi size bao nhiêu nhỉ? Chị ơi chị đi size bao nhiêu ạ? Em lấy đen 36 tặng em 38 ok. Tặng chân ngắn một đôi nha. Đen 36 này của chân ngắn nha. Tặng em một đôi size 38. Chị tặng em đôi này nha, size 38 nha. Rồi. Còn một đôi này size 39, chân ngắn rồi, tặng cho cô rồi. Cô lấy đen 38, 36 tặng 38 rồi, còn một đôi 39 ạ. Chế nào 39 nào? Chế nào mua một đôi cao gót 39 này em tặng cho một đôi bệt 39. Đấy mua một tặng một luôn, có 69.000, coi như thành ra mua mỗi đôi giày có 34.500 luôn. Chị Lê Huệ. Chị Lê Huệ, cái gì nhở? Chị chốt được đôi nào chưa nhở bây giờ? Loằng ngoằng quá, em quên hết rồi. Nào, chế nào mua đôi, một đôi ạ. Mua đôi nào cũng được, sẽ được tặng một đôi. Đấy thôi, em sao hả người luôn mà. Chị không tặng. Đồ si út cưng. Mua một đôi hồng nữa đi, chị tặng cho một đôi này nữa. Nào, ai lấy đôi này, nào, mua đôi nào cũng được. Kiểu như một đôi mua một đôi tặng nào. Một cặp này chỉ 69.000 thôi ạ. Một cặp này 69.000 nào. Chế nào ta chế nào lấy một đôi, mua một đôi tặng một đôi nào. Ơ Tiêu có lấy không? Size 39 nhá. Có thấy ớt Tiêu, ớt Tiêu. Có thấy ớt Tiêu, ớt Tiêu nhá. 69.000 hai đôi này. Quá rẻ luôn. À, chị Lê Huệ có một đôi da rắn rồi à? Nhưng da rắn của chị size 37 đây, size 39 làm sao chị đi được? Ơ, nào chế nào lấy cặp này 69.000. Hả? Không thấy có. Ớt Tiêu, ớt Tiêu.
có bạn nào chốt à? Mua đôi này được tặng đôi này, hoặc là mua đôi này được tặng đôi này, chả khác gì nhau. Chả khác gì nhau luôn, vẫn còn một đôi bệt nữa nhỉ, vẫn còn một đôi bệt nữa nhỉ. Hôm nay đã xả rẻ rồi mà lại còn tặng giày luôn. Tặng hẳn 3 đôi luôn. Các Ngọc Ánh toàn size 38, toàn size 39, 439 thôi em ơi. 3 đôi còn lại là size 39. Chế nào mua một đôi size 39. Được tặng lại một đôi size 39, ok chị Lê Huệ tặng một đôi size 3. Tặng chị một đôi bệt nhá. Tặng chị một đôi bệt nhá. Size 38 có vừa không? Rộng quá không chị? Không biết được, em không đi 38 nên em cũng không rõ. Bởi vì giày này chuẩn form thì không biết như nào. Chị ra rắn 34 à? Ok, thấy Lê Huệ rồi, ra rắn 34 tặng chị Lê Huệ một đôi nha. Trúc Giang tặng em một đôi 39 đi, nãy em mua một đôi rồi. Chế nào này, size 37 đi, chị hết giày rồi, chị hết giày rồi. Hết giày rồi, nào chế nào, một đôi 39, còn hai đôi 39, 69.000, bán nốt nào. Hai đôi 39.000, xấu, chị mua một tặng một, ok, Hương Nguyễn, à, chị có đôi nào nhỉ? À, quên đấy chị Hương Nguyễn, cho em xin địa chỉ đấy. Chờ đây Hương Nguyễn đây, cho em xin địa chỉ đi chị ơi. Chốt chị DM 2 đôi 39. Ok, thế thì của chị Hương Nguyên sẽ là mua 2 đôi và tặng 1 đôi nha. Ok không? Ok thì ấn ok cho em và comment cho em xin địa chỉ. An, bây giờ mới thấy bạn An này. Chị Hương Nguyên mua 1 đôi này 38 nhá. Bây giờ chị Hương Nguyên là sẽ là mua 1 đôi 38, 1 đôi 39, em tặng cho chị 1 đôi 39 luôn. Thu Thảo có 1 đôi rồi. Rồi, thấy rồi, có những người có một đôi rồi, mình đã trồng chéo để lên đây hết rồi. Chế không chịu tặng em. Bây giờ chỉ tặng những ai mà size to thôi, ai đi size to, những ai comment đến cuối thì tặng thôi, bề chị cũng hết rồi. Em ơi tặng chị luôn. Em ơi tặng chị luôn cho rồi. Thế thì nếu mà em mà tặng chị mua một đôi, em tặng chị hai đôi thì lại rất là không công bằng với những cái bạn mà mua 3-4 đôi, đúng không? Đôi bệt em tặng chị size gì vậy? Lê Huệ 39 nhá. 39 nhá. Chị Hương Nguyên cho em xin địa chỉ đi ạ. 2 đôi 3969k. À ý chị là chị mua 2 đôi này 3969k và chị bỏ đôi tím 38 này đúng không ạ? Đúng không ạ? Một Triệu. Phường 12, quận 5. Hết rồi. Hết rồi. Nghỉ rồi. Nghỉ. À không, anh cứ lấy máy của anh đi. Em bảo hết rồi. Mệt ạ. Ừ. Đấy, còn của anh. À, mọi người từ nhé, tặng em đôi nữa đi, chân ngắn. Úi giời, cô này tham thế. Lại còn tặng cô đôi nữa đi. Tổng chị là một đôi tím 38, một đôi đen size 35, một đôi 39 đúng không? Một đôi chị ơi, đôi đen 35 kia thì đôi đen 35 kia thì có bạn chốt trước chị rồi ạ. À. Comment trước chị rồi ạ. À. Thì em ấy lại hết cho, em xếp lại hết cho. Bao nhiêu? À. Có mấy đôi thể thao đấy, 69.000 đấy. Quên mất. Ok An, em lấy đôi 39. Đúng như lời nói nhá, mua một tặng một nhá. An, comment là chị xin địa chỉ số điện thoại nhé. Ui may quá các chế ơi, chế nào mua thể thao 69 đây, còn có mấy đôi? Em sắp bị viêm họng, viêm amidan rồi. Ba đôi thể thao 69k nào? Không, chị mua đôi tím 38, một đen 35, một đôi 39 mà. Một đen 35 mà đôi đen 35 nào nhở, em quên mất rồi. Đây, em thấy rồi, nhưng mà của chị Lê Mỹ Hương, chị ý lại chốt trước chị rồi. Có phải chị mua đôi đen 35 này không? Có phải chị mua đôi đen size 35 này không? Nhưng mà chị Lê Mỹ Hương, chị ý lại chốt trước chị mất rồi chị ạ. An ơi, có mua, có lấy 39 không em? Có lấy 39 không? Lê Mỹ Hương, thể thao 36 đi.
Đây ạ, à, thể thao 36 đây ạ. À. Em còn một đôi duy nhất, chị Lê Mỹ Hương ơi, quên mất. Chị Lê Mỹ Hương cho em xin địa chỉ với. Hình như là em quên ghi địa chỉ của chị hay sao? Bây giờ nhìn lại chưa thấy chị có địa chỉ này. Chị Lê Mỹ Hương ơi, thể thao 36 ạ. À. Thể thao chị 36 ạ, à. Có một đôi. Chị có lấy không ạ? À? Chị có chốt đôi này không ạ? À? Đẹp nhá. Rồi, em biết rồi, đôi đen 35 đỏ 36. Chị cho em xin địa chỉ ạ. À. Đây, đen 35 đỏ 36, em có chốt cho chị Lê Mỹ Hương rồi. Thể thao. Chị ơi, thể thao. Em biết là chị comment nhiều nhưng mà em không nhìn thấy. Em không nhìn thấy nên không chốt cho chị được. Cao gót 36 em hết rồi. An An còn ở lại không? An An còn ở đây không? Cho mình xin địa chỉ đi nhá. An An còn ở lại cho mình xin địa chỉ đi nhá. Em thể thao 37 của em không còn rồi. Còn một đôi thể thao 39 và một đôi 36. Đôi này bao nhiêu? À đây đây. Bạn ấy bạn vừa cầm đi. Đây còn một đôi 37. Rồi ok Lê Mỹ Hương, comment cho em xin địa chỉ luôn. Comment cho em xin địa chỉ luôn ạ. Lê Mỹ Hương. Không đôi. Bốt cao gót 35 đen á. À, cái đôi đế xuồng. Nhưng mà cái đôi đế xuồng thì bạn Tuân Thu bạn ấy lại comment trước chị đó rất 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 nhiều, rất lâu rồi. Thanh Thanh thể thao sai bé nhất đi chị. Hạnh đó 36 rồi. Ôi, Hạnh MH ơi, chị không chốt cho em được vì em không comment, chị xin địa chỉ 39 ạ, một đôi thể thao. Bạn nào vừa hỏi thể thao 37 đấy? Đôi xanh trắng không ạ? Đôi xanh trắng này chỉ có 39 thôi. Đôi này 37 nhá, thể thao chữ N giống của chị Lê Mỹ Hương. Lê Mỹ Hương cho em xin. Đây, NT Thảo ơi, thể thao 37 đây em ơi. Thể thao 37 nhá. Thể thao 37 đây nhá. Nào chế nào, chế nào chốt luôn cho em với ạ. À, 35 35. Ui, sao xung quanh mình còn nhiều thế này, 35 ạ. 69k. Đây thể thao 37 đây. Em còn có cả thể thao 35 nhá. Một đôi thể thao 35, một đôi thể thao 37, một đôi thể thao 39. Nào chế nào chốt nhanh cho em với. Còn bốt cao không? Em lấy thêm. Có bốt cao nhá, đồ siêu cưng chiều. Chị like không? Chỉ còn hai đôi bốt cao nhưng mà đẹp lắm luôn. An An ơi, comment cho mình xin số điện thoại và địa chỉ với. Bạn cứ lấy cái nọ lấy cái kia bạn trả. Comment cho mình xin địa chỉ và số điện thoại gì cả. Mỹ Hương xinh đẹp ơi, còn ở đấy cho em xin địa chỉ đây. Comment cho em xin địa chỉ đi, có số điện thoại rồi. Đây ạ, à, thể thao 37 đây ạ. À. 69, đồng giá 69.000 nhá. Đồng giá 69.000 nhá. Đồng giá 69.000 nhá. Em mệt quá, 12 rưỡi rồi. Cuối cùng chị có cái gì rồi? Cuối cùng là chị có một đôi màu tím như thế này. Và tặng cho chị một đôi màu hồng như này, ok chưa? Ưu tiên chị lắm rồi nha, bởi vì em không chốt cho chị được hai đôi kia. Chị Hương có ok không nào? Ok, Cao Ngọc Ánh thể thao 37. Các bạn không chốt, mình chốt cho bạn này luôn. Mình chốt cho bạn Ngọc Ánh luôn. Cao Ngọc Ánh ok thể thao 37. Đồ si út cưng ơi, chiều chị ra công ty chị bỏ ở đấy hai đôi bốt, chiều chị lấy cho đồ si út cưng nhá. Ưu tiên cho cô lắm luôn ấy. Bởi vì chị biết là cô thích lấy đôi cái loại 38, 39, chị còn toàn loại đấy thôi. Cửa hàng điện thoại Mừng Trang. Thị trấn Hồ Thuận, à thị trấn Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh. Cao Ngọc Anh ơi, số điện thoại của em đâu? Cho chị xin số điện thoại đi. Cao Ngọc Anh ơi, chị xin số điện thoại nhá. Em comment đầu tiên nhưng em có comment cho chị xin địa chỉ số điện thoại đâu. Bốt lửng 007 hết rồi bạn ơi. Ok em, ừ ok chị nhá. Cao Ngọc Anh ơi, Cao Ngọc Anh cho chị xin địa chỉ và số điện thoại đi. À số điện thoại đi, em có địa chỉ nhưng chưa có số điện thoại. Không phải đến bưu tá người ta không biết gọi thế nào đâu. Em comment 37 đầu tiên. Comment 37 nhưng em có comment cho chị xin địa chỉ đâu. Em phải comment luôn chị số điện thoại và địa chỉ luôn chứ. Có thấy Đinh Mỹ Linh nhá, còn một đôi size 36 này. À 35 này.
Thể thao em có 35 là bé nhất rồi. Thể thao Gucci nào có chế nào lấy luôn không ạ? Đôi sọc em không có 39, đôi sọc chỉ có 35 thôi. Chế nào vừa hỏi đôi bé nhất đây, bán nốt đôi bé nhất này. Thể thao Gucci này, 69.000 này. Ok, Cao Ngọc Ánh nha. Thể thao Gucci ai lấy không ạ? 0942371371. Mọi người đừng trách em nhé, bởi vì là em comment. Thế này nhá, ai comment cho em đầu tiên, em ví dụ bạn gì nhỉ? Bạn NT Thảo, bạn ấy bảo là em lấy đôi này nhưng không comment cho mình xin địa chỉ số điện thoại. Thì mình phải cho người khác thôi. Bởi vì mình còn nhiều mẫu, mình phải like xong mình phải nghỉ nữa chứ. Cao Ngọc Ánh ok rồi. Minh Ngọc có 36 không? Đôi này 35 này. An An lấy cái gì nhỉ? An An mãi không ấy. Bạn chốt nhưng bạn không comment cho mình địa chỉ và số điện thoại thì làm sao mà mình cho bạn đường em lấy đôi 39. Ok An An này. Có, em còn 2 đôi size 39 nha. Một đôi bệt size 39. Một đôi bệt size 39 với lại một đôi giày thể thao size 39 ạ. Thể thao sọc xanh size 39 ạ. Một đôi bệt, một đôi thể thao. Chỉ có 69.000 thôi. Nào chế nào chốt Gucci thể thao size 35 không ạ? Thể thao Gucci size 35 69.000 ạ. Thanh Thanh ok. Cho em xin địa chỉ số điện thoại Thanh Thanh ơi. Chiều mình còn like nữa. Hết size 36 rồi. Thanh Thanh chốt cho em nhanh số điện thoại và địa chỉ nha. Mọi người ơi, em like từ 10 giờ rồi, em khát khô hết cả họng rồi. Ok, chị Thanh Thanh chốt cho Thanh Thanh size 35 Gucci rồi. Cho em xin địa chỉ số điện thoại Thanh Thanh ơi. Nào còn một thể thao sọc xanh size 39. Tất cả theo máy chủ sao trách được. Đúng rồi chị Thu Thảo ạ. Like cho chị Thu Thảo, tặng chị Thu Thảo một đôi. Em nhìn thấy, nếu em không phải là em thích cho ai thì cho, mà em nhìn thấy chị Thu Thảo comment trước là chị Thu Thảo lấy đôi 37. Nhưng mà chị Thu Thảo, nhưng mà chị Trang Trang chị lại bảo chị lấy đôi 37, nhưng chị có hết số điện thoại địa chỉ thì em phải cho chị Trang Trang trước. Nhìn thấy cái comment của ai trước thì chị cho trước. Thu Thảo ơi, em nay em mua cái gì nhở? Nhắc chị để chị tặng em đôi giày này nào. Đến giờ phút này thì tặng thôi, không có bán nữa đâu, mệt lắm rồi. Thanh Thanh em có rồi, chị Thanh Thanh mua cái gì rồi? Thanh Thanh có mua cái gì rồi, mua đôi nào không nhở? Mua đôi gì rồi để chị bảo chị tìm lại nào. Đây chị để ngay dưới này, chị tìm nhanh lắm. Ngốc Ngốc có thấy em nhưng mà chị hết giày rồi, Ngốc Ngốc nha. Bạn Thanh Thanh bạn lấy nốt một đôi nữa. Nếu mà Ngốc Ngốc có lấy đôi này size 69K này. Size 39 thì lấy. Nãy em mua đôi cao gót à chị? Cao gót màu gì? Loại nào? Cái gì? Thảo ơi, em mua đôi nào rồi để chị tặng em đôi này nào. Thảo ơi, còn tương tác không? Giày sọc xanh này mà nam mang được nha, nam nữ mang được hết nha. Size 39 nha. Giàu Nguyễn, chị Giàu Nguyễn ơi. Có, em hết giày bốt rồi, chiều nha, hẹn mọi người chiều nha. Mấy giờ chị lại? Thu Thảo ơi, con tương tác với chị đi. Em có đôi nào rồi? Có một đôi ấy á, chị chẳng biết Thu Thảo có đôi nào. Thôi chị để đây, tí nữa phải lòi ra lấy của Thu Thảo thì chị tặng cho Thu Thảo nhá. Hôm nay đã bán đã lỗ rồi, lại còn tặng thêm mọi người. Gucci bao nhiêu chị? Chỉ 69.000 thôi. Nhưng mà bạn Thanh Thanh bạn ấy lấy mất rồi. Thanh Thanh đã mua cái gì rồi nhở? Không nhớ rồi. Chị ơi, Mai Thanh có size 35. Size 35 chị bán cho bạn Thanh Thanh rồi. Thanh Thanh ơi, Thanh Thanh còn ở đấy không? Thanh Thanh mua cái gì rồi? Kiều Thu em comment địa chỉ rồi. Kiều Thu. Rồi ok, tí mình tắt like, mình xem thì mình thấy địa chỉ qua thì mình ghi thêm vào nhá. Hiện giờ mình mệt quá rồi. Có thấy, bây giờ mới thấy Nguyễn Thị Phương Lam này. Ai thấy mình chào hết mà, ai nhảy comment lên mới, mình thấy mới mình chào hết mà. Nào có chế nào chốt nốt đôi này không ạ? Da lộn nơ a. Có phải cái này không? Không có tên này, chết dở rồi. Thanh Thanh ơi, có số điện thoại em là 0972504636 thôn 2 Kim Tân Gia Lai không em? Chị Hoài Tây em ship hết rồi. Ui chị ơi, chị thông cảm em mệt quá. 2-3 hôm nay em like để xả bớt hàng đi nên là em mệt quá luôn. Em không trả lời inbox luôn.
Chiều em coi không được. Thanh Thanh ơi. Thôi để tí nữa xem lại, không biết có phải của chị Thanh Thanh không, tại nãy em không ghi. Thôi cứ để đấy. Nó là 35 chắc là cũng phải thôi. Không có sai 40 nào, chế nào chốt nốt đôi này cho em đi ạ. À? Sai 39 nhá, 69.000 nhá, thể thao sọc xanh 69.000. 69.000 ạ. Mệt quá. Có chế nào chốt nốt không ạ? 69 ạ. Giá lộn sai 34 nơ. Rồi, thấy rồi. Giá lộn sai 34 nơ của chị Thanh Thanh. Ok. Em chốt 35 trước rồi chứ, em cho địa chỉ rồi. Vâng, nghe chồng ơi. Không về à? Ui, chờ một tí, 10 phút nữa nhá. Hết rồi, hết thể thao 35 rồi. Còn sót lại đúng có một đôi thôi. Sao Ngọc Ánh ok nhá? Ơi. À, tí về qua chỗ gần chỗ đối diện nhà anh Việt đây có cửa hàng sắt thì mua cho một ít một cân dây thép buộc cái loại 2 ly 3 ly. Ừ. Yeah. Dòng Nguyễn em lấy đôi xanh chị. Ok, dòng Nguyễn comment cho mình xin địa chỉ số điện thoại đi. Đây, nốt một đôi xong mình nghỉ để chiều mình lấy sức mình like tiếp. Có chế nào thích mua bốt không? Bốt cao tận đầu gối này này, cao gót cũng có, mệt cũng có, chiều em like nốt này. Thể thao nữa, chiều em còn xả về 50.000 cơ. Một chết rồi, mai đi làm báo cáo nữa. À, đây, Lan Anh. Quên mất chị còn để của Lan Anh ở trong này này. Lan Anh ơi đây. Chờ tí nhá. Đôi đấy em không xả chị ơi, đôi đấy em không xả đâu ạ. Chị Giàu Nguyễn cho em xin địa chỉ số điện thoại của đôi này nhá. Lan Anh ơi đây nhá. Chị quên mất đấy. Về lu bu công việc quá là chị lại quên mất. Inbox với chị đi, Lan Anh inbox với chị đi để tí chị cao chị chụp ảnh cho. Đôi đen đồn đế ba bờ. Nào chị Giàu Nguyễn ơi, chị còn lấy không, chị chốt cho em với ạ. Comment cho em xin địa chỉ số điện thoại ạ. Trên giá em chưa xả. Chiều 3 giờ chị like nhá. Chiều 3 giờ chị like. Chiều 3 giờ chị like tiếp nhá. Có cả quần áo nhá, cho mọi người xem sót nhà em luôn. Có cả quần áo nhá. Nhiều lắm luôn. Đây. Em còn một à. Đây. Còn rất nhiều cao gót đẹp luôn. Ok, chị Giàu Nguyễn inbox lại địa chỉ cho em nhá. Thể thao cao gót và quần áo chiều. Có cả quần áo, chế nào thích quần áo chiều em like quần áo cho. Ok, Bích Phạm nhá, chiều chị like nhá. Ừ, 3 giờ chị vào live chị mời hết mọi người vào xem mà, yên tâm. Ok chị. Chào mọi người nhá, em đi nghỉ ăn cơm đã.